Diệp Thần mang theo bọn họ, thứ nhất là chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai là tìm ra bảo tàng sau đó, có thể cùng nhau phân hưởng vui sướng. Đám người chính là dọc theo xanh đậm đường, thẳng hướng Thái Thượng Thế Giới đi. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Thiên Thanh Vực. Thiên Thanh Vực, là Thiên Thanh Minh địa bàn. Giờ phút này, một người xa lạ, đang từng bước một, hướng Thiên Thanh Minh Tổng Đàn đi tới. Đó là một cái người đàn ông trung niên, thân hình gầy nhom mà cao ngất, giữa eo bội kiếm, trên đầu vai vác một bộ hắc quan. Hắn một tay vịn hắc quan, bàn tay khớp xương rõ ràng, như pho tượng trong sáng. Theo dọc đường người, thấy cái này người xa lạ, đều là tủng sợ hãi kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhận ra, cái này người xa lạ, chính là ngày xưa Thái Thượng Diệp gia phía sau màn nắm giữ, Diệp Lâm Uyên. Cho dù là Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, đối Diệp Lâm Uyên vậy nói gì nghe nấy, Diệp Lâm Uyên thật ra thì mới là Diệp gia chân chính nắm giữ. Chỉ bất quá, Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, hôm nay Diệp Lâm Uyên đã sớm thất thế, bị trục xuất vạn khư, thậm chí gặp phải Vũ Hoàng cổ đế đuổi giết. Diệp Lâm Uyên, hắn tới ta Thiên Thanh vực làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ở trên trời xanh vực tị nạn? Nói đùa, ta Thiên Thanh vực uy danh hiển hách thái thượng, hắn muốn tị nạn, tới như thế địa phương náo nhiệt, là sợ vạn khư không biết hắn tồn tại. Dọc đường mọi người, xì xào bàn tán. Mấy ngày trước, luân hồi trảm ra thành công, ý chí truyền khắp chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người đều có thể bắt được thiên cơ, cho dù không chính mắt thấy được hiện trường, cũng biết ngày đó luân hồi trảm ra, phát sinh qua cái gì. Diệp Lâm Uyên liền đã từng đi qua chém ra hiện trường, cũng thiếu chút nữa giết chết luân hồi chi chủ. Đáng tiếc Diệp Thần có đại khí vận, hắn cuối cùng là thất bại. Hắn tuy là một cái người thua, nhưng không ai dám khinh thị hắn. Thua ở luân hồi chi chủ trong tay, không mất mặt. Hơn nữa, Diệp Lâm Uyên là vô lượng cảnh 8 tầng thiên siêu cấp cường giả, cho dù thả vào Thái Thượng Thế Giới, cũng là đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại, Thiên Thanh vực không người có thể ngăn được hắn. Hắn bộ kia hắc quan, không phải trong truyền thuyết địa ngục su sao? Trong quan tài chứa, muốn đến chính là Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân. Diệp Thuần Quân rốt cục thì đã chết rồi sao? Đáng tiếc, một đời thiên quân lão tổ, cũng là thiên đại hào kiệt, ở Vũ Hoàng cổ đế trước mặt, nhưng là chó má không bằng. Lại có chút thanh âm xì xào bàn tán, truyền đến Diệp Lâm Uyên trong lỗ tai. Diệp Lâm Uyên nghe được người khác nghị luận mình, vô luận nói chuyện biết bao khó nghe. Hắn cũng làm như không nghe, nhưng nghe có người nghị luận Diệp Thuần Quân, trong lời nói mang theo vô lễ, hắn ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Suy, Diệp Lâm Uyên tựa hồ rút kiếm, nhưng không người có thể thấy rõ hắn động tác. Hắn động tác, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hắn hình như là rút kiếm, lại thích xem chưa từng động tới. Thế nhưng mấy cái vọng nghị Diệp Thuần Quân người đi đường, đầu lâu cũng không tiếng động rớt xuống, miệng còn ở động, vẫn còn nói. Chỉ là không có thanh âm phát ra, cho đến đầu lâu rơi xuống đất sau mấy giây, trên cổ đoạn khẩu mới văng tung tóe ra máu tươi. Lần này không ai dám nói nữa, đều ngơ ngác nhìn Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên một vai vác quan tài, rốt cuộc đã tới Thiên Thanh Minh Tổng Đàn. Thiên Thanh Minh Minh chủ cổ Thanh Huyền, đã sớm biết Diệp Lâm Uyên tới, lật đật mang tất cả trưởng lão, đi ra gặp mặt. Nghe tiếng đã lâu Diệp Lâm Uyên đại nhân thần uy, hôm nay được gặp. Thật sự là sướng an ủi bình xanh. Cổ Thanh Huyền nhất chắp tay, hướng Diệp Lâm Uyên thi lễ một cái. Diệp Lâm Uyên thực lực vượt qua hắn quá nhiều, hắn chút nào vậy không dám khinh thường. Không biết Lâm Uyên đại nhân, lần này hạ xuống tệ xá, là có gì chỉ giáo? Cổ Thanh Huyền thử hỏi dò, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy đoán Diệp Lâm Uyên ý đồ. Hắn thực lực tuy xa xa không bằng Diệp Lâm Uyên, nhưng cái này bên trong dẫu sao là hắn địa bàn, hắn có phong thủy khí vận ưu thế, hơn nữa Thiên Thanh Minh bảo vệ đại trận, chưa chắc không thể đánh một trận. Diệp Lâm Uyên nói, ta tới đây chỗ, là muốn ngư một phần việc nhẹ. Cổ Thanh Huyền cảm thấy ngạc nhiên, tỉnh bơ, cười nói, ta Thiên Thanh Minh trên dưới chức vị, chống chỗ khá nhiều, có trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, chấp sự, hình phạt dùng vân. Vân, không biết Lâm Uyên đại nhân, muốn cái gì sai sự. Diệp Lâm Uyên nói, ta muốn làm minh chủ. Những lời này rơi xuống, Cổ Thanh Huyền gương mặt biến sắc. Toàn trường trưởng lão, còn có hậu phương rất nhiều hộ pháp, tinh nhuệ các đệ tử, cũng là đồng loạt biến sắc, không ít người rút ra binh khí. Cổ Thanh Huyền cười khan một tiếng,
nói, Lâm Uyên đại nhân, ngươi. Ngươi chẳng lẽ là Tiêu Khiển ta cổ mẫu người? Diệp Lâm Uyên nói, tiếp ta một kiếm, ngươi nếu có thể tiếp lấy, ta tánh mạng quy ngươi. Như ngươi không tiếp nổi, ngươi chết, minh chủ quay về ta. Lời nói này khí lạnh lùng, ý định giết người bại lộ, để cho được toàn trường người người tủng sợ hãi. Mọi người nhất thời biết được, Diệp Lâm Uyên là hướng về phía Thiên Thanh Minh Đạo Thống tới. Hắn bị Vạn Khư đuổi giết, một thân một mình lưu lạc, coi như còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không có ý gì. Nhưng nếu như, hắn có một phần đạo thống cơ nghiệp nói, liền có thể an ổn xuống, thậm chí giết ngược Vạn Khư. Rất hiển nhiên, hắn chính là muốn nuốt Thiên Thanh Minh Đạo Thống cơ nghiệp, muốn mình làm minh chủ. Cổ Thanh Huyền kinh doanh Thiên Thanh Minh nhiều năm, há chịu lúc này buông tha, lạnh lùng nói, Lâm Uyên đại nhân, người tu vi xa xa mạnh hơn ta, người muốn ta tiếp kiếm, ta là tuyệt đối không dám. Người như muốn ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm đoạt ta Thiên Thanh Minh cơ nghiệp, ta Thiên Thanh Minh trên dưới, cùng ngươi quyết tử chiến một trận chính là. Những lời này rơi xuống, Thiên Thanh Minh rất nhiều trưởng lão hộ pháp, tinh nhuệ đệ tử, toàn bộ rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, bảo vệ đại trận vậy mở ra, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Diệp Lâm Uyên lắc đầu một cái, nói không, ta chuẩn bị làm minh chủ, làm sao có thể và ta người bên dưới, giết lẫn nhau. Cổ Thanh Huyền, người tiếp ta một kiếm, ta sẽ đem ta tu vi, áp chế đến vô lượng cảnh một tầng thiên bước, người nếu có thể tiếp lấy, chính là ngươi thắng. Nói xong, Diệp Lâm Uyên liền đem mình cảnh giới tu vi, đè lên vô lượng cảnh một tầng thiên. Cổ Thanh Huyền là vô lượng cảnh ba tầng thiên cường giả, thấy vậy nhất thời đại hỉ, nói thật không. Diệp Lâm Uyên nói, tự nhiên coi là thật, ta lấy đạo tâm thề. Cổ Thanh Huyền trong đầu nghĩ, coi như Diệp Lâm Uyên như thế nào đi nữa lợi hại, hắn nếu như áp chế tu vi, muốn một kiếm đánh bại mình, vậy cũng đoạn không khả năng. Lập tức, Cổ Thanh Huyền liền cười nói, có thể, ngươi tu vi áp chế đến vô lượng cảnh một tầng thiên, ta còn không tiếp nổi ngươi một kiếm, vậy ta cái này minh chủ, không làm cũng được, nhường cho ngươi cũng không sao. Diệp Lâm Uyên nói, đa tạ. Hắn câu này đa tạ nói ra, hai cái âm tiết sau khi rơi xuống, Cổ Thanh Huyền đầu, đột nhiên liền rớt xuống. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Cổ Thanh Huyền đầu, chỉ như vậy lăn rơi ở trên mặt đất, trên mặt thậm chí còn mang thần sắc vui mừng, vĩnh viễn định cách ở. Thiên Thanh Minh trên dưới người đám người, à đích một tiếng hô to, kêu to minh chủ, rối rít tiến lên xem kỹ xem. Nhưng gặp Cổ Thanh Huyền sức sống đoạn tuyệt, liền thần hồn vậy cùng nhau bị chém chết. Chết được không thể chết lại, trên cổ đoạn khẩu, dị thường bằng phẳng, như gương vậy, hiển nhiên là bị đồ sắc bén nơi chém. Tất cả người hoảng sợ nhìn Diệp Lâm Uyên, nhìn về phía hắn tay, nhìn về phía kiếm hắn. Nhưng mới vừa, bất kể là ai, cũng không thấy Diệp Lâm Uyên ra tay. Tốt lắm, hắn không tiếp nổi ta một kiếm, ta sau này sẽ là Thiên Thanh Minh minh chủ, các ngươi quỳ xuống đi. Diệp Lâm Uyên như chút được gánh nặng vậy. Buông xuống trên đầu vai quan tài, nhìn về Thiên Thanh Minh tổng đàn kiến trúc, hí mắt đánh giá nơi này phong thủy dãy núi. Đám người nhưng không có một cái quỳ xuống, chỉ là kinh hãi mặc định nhìn Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên nhướng mày một cái, nói, làm sao, nguyện thua cuộc, các ngươi lại không chịu nhận ta làm minh chủ sao? Một cái trưởng lão lấy dũng khí, đứng dậy, nói, ngươi là như thế nào giết chết minh chủ? Diệp Lâm Uyên lại là chau mày. Than thở một tiếng, nói, giống như vậy. Dứt lời, hắn chậm rãi rút kiếm, cầm kiếm bàn tay rất có lực, khớp xương rõ ràng, rút kiếm động tác ưu nhã như nghệ thuật. Hắn tốc độ rút kiếm, đã rất chậm, nhưng ở cạnh trong mắt người xem ra, vẫn là sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước. Đám người chỉ thấy một đạo như thiểm điện kiếm quang lướt qua, rồi sau đó người trưởng lão kia trên đỉnh đầu tóc, liền toàn bộ bị gọt rơi xuống, thành hói đầu. Da đầu cũng không từng tổn thương chút nào. Trưởng lão kia sờ một cái hói đầu, ngẩn ngơ, rồi sau đó cả người phát run, một tiếng, quỳ xuống ở Diệp Lâm Uyên trước mặt. Trảm Thiên Cửu Kiếm, cái này, đây cũng là truyền thuyết bên trong, luân hồi nhất mạch cổ xưa tương truyền Trảm Thiên Cửu Kiếm sao? Ngươi đã luyện thành sát tâm vô ngân. Trưởng lão kia thanh âm run rẩy, ngơ ngác nhìn Diệp Lâm Uyên, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Chung quanh Thiên Thanh Minh các đệ tử, nghe được Trảm Thiên Cửu Kiếm bốn chữ, cũng là một hồi kinh hãi, kinh ngạc nhìn Diệp Lâm Uyên. Trảm Thiên Cửu Kiếm, tương truyền là luân hồi nhất mạch, truyền thừa vạn thế kỷ nguyên nghịch thiên kiếm pháp,
tổng cộng có cửu kiếm, mỗi một kiếm đều có trảm thiên liệt địa đáng sợ thần uy. Kiếm thứ một, Thiên Lý Tuyết. Kiếm thứ hai, Đông Vũ Thính Lôi. Kiếm thứ ba, Hàn Xuân Mang Chủng. Kiếm thứ bốn, Đại Hạ Long Tước. Kiếm thứ năm, Thanh Thu Cách Ca. Kiếm thứ sáu, Thánh Vương Phách Giả. Kiếm thứ bảy, Tạo Hóa Thiên Hạ. Kiếm thứ tám, Sát Tâm Vô Ngân. Kiếm thứ chín, Phượng Vũ Cửu Thiên. Cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, cũng không phải là sức người sáng chế, mà là luân hồi khí vận tạo hóa mà ra đời, được trời ưu đãi, dị thường ác liệt. Thái Thượng Diệp ra lợi hại nhất kiếm pháp, chính là cửa này Trảm Thiên Cửu Kiếm. Mà Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm Phượng Vũ Cửu Thiên, thật ra thì cũng không tồn tại, kiếm phổ lên ghi lại là chỗ trống. Cho nên, kiếm thứ tám Sát Tâm Vô Ngân, chính là mạnh nhất một kiếm. Giờ phút này, Diệp Lâm Uyên thi triển, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong Sát Tâm Vô Ngân. Không có ai biết, một kiếm này rốt cuộc thật là nhanh, bởi vì xem qua một kiếm này người, đã toàn bộ chết. Thậm chí, coi như là những cái kia bị một kiếm này giết chết người, cũng chưa chắc biết một kiếm này thật là nhanh, bởi vì bọn họ căn bản không thấy rõ. Ví dụ như Cổ Thanh Huyền, hắn cho đến đầu bị chặt xuống, cũng không thấy rõ Diệp Lâm Uyên ra tay, vậy không bắt được sát khí. Phàm là muốn giết người, nhất định có sát khí. Vô lượng cảnh cường giả, coi như kẻ địch xa ở hàng tỷ ngoài dặm, chỉ cần đối phương động sát niệm, mình đều có thể bắt được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Lâm Uyên một kiếm này, Sát Tâm Vô Ngân, không chỉ là mau, hơn nữa không có sát khí tồn tại, giết người như chém cỏ, căn bản không người có thể phòng được. Cổ Thanh Huyền không có thể phòng ở, đầu hắn rớt xuống đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Thiên Thanh Minh tất cả trưởng lão, hộ pháp, các đệ tử, cũng cảm thấy mình cổ, có chút lạnh buốt. Bọn họ nhìn về phía Diệp Lâm Uyên, chỉ cảm thấy Diệp Lâm Uyên thân thể, chính là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn ác liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Kiếm hắn, vậy sắp đến không tưởng tượng nổi. Sát Tâm Vô Ngân một kiếm này, ít nhất có ngàn thế kỷ nguyên thời gian, không người luyện thành. Nhưng Diệp Lâm Uyên, nhưng luyện thành cái này vô địch một kiếm. Ta có tư cách làm các ngươi minh chủ liền sao? Diệp Lâm Uyên thu hồi trường kiếm, chậm tiếng hỏi. Tại chỗ Thiên Thanh Minh người đám người, ở Diệp Lâm Uyên khí thế bén nhọn bao phủ hạ, đều là sợ hãi rung động, rối rít quỳ ngã xuống, trong miệng hô to. Cung nghênh minh chủ bước lên vô cùng. Diệp Lâm Uyên khẽ mỉm cười, nói, rất tốt. Hắn lần nữa mang vậy hắc quan, một mình bước vào Thiên Thanh Minh bên trong sơn môn bộ, không ai dám ngăn trở hắn. Bước vào Thiên Thanh Minh sau đó, Diệp Lâm Uyên sắp tối quan buông xuống, mở ra nắp quan tài, chỉ gặp bên trong nằm một cái ông già, cả người khí huyết khô kiệt, da thịt héo rút, nhìn như kém không nhiều đã là một người chết. Vậy ông già chính là Diệp gia lão tổ, Diệp Thuần Quân. Cái này hắc quan, chính là địa ngục su. Là Diệp Lâm Uyên thừa dịp Diệp thần chém ra thời điểm, thế cục hỗn loạn, ở giới vương điện bên trong trộm lấy ra, vừa vặn có thể an trí Diệp Thuần Quân. Diệp Thuần Quân trạng thái quá kém, tùy thời có thể chết đi, cái này địa ngục su, có cực tốt phong ấn hiệu quả, vừa vặn có thể niêm phong ở mạng hắn mạch, để cho hắn treo ở một hơi. Lão Tổ, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, đợi ta tìm được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, tất có thể làm ngươi hồi phục. Hơn nữa, chúng ta còn có giết ngược vạn khư cơ hội. Diệp Lâm Uyên trong mắt dâng lên cừu hận lửa giận, hôm nay hắn chấp trưởng Thiên Thanh Minh, cuối cùng không cần lại phiêu bạc đi xuống. Tiếp theo, chính là nghĩ biện pháp báo thù. Hắn muốn cựu Nhật chi chủ bảo tàng, đó là hồi phục Diệp Thuần Quân hy vọng, cũng là hắn hy vọng báo thù. Lúc này, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Ma Đế đoàn người, vậy đi tới Thái Thượng Thế Giới. Bọn họ chuyến này mục tiêu cuối cùng, dĩ nhiên là đi sử thi thế giới, tìm được cựu Nhật chi chủ bảo tàng. Nhưng tìm bảo tàng trước, tự nhiên trước phải đi cứu Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết bị kẹt, vậy không biết sống chết như thế nào. Diệp Thần mở ra tinh thiên thủy kính, suy diễn xem bói, mơ hồ thấy Hạ Nhược Tuyết bóng người, tạm thời còn không nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như chỉ hoãn đi xuống, vậy thì khó nói. Đi, chúng ta đi một chuyến tinh nguyệt giới. Trước cầm Nhược Tuyết cứu ra nói sau. Diệp Thần đến Thái Thượng Thế Giới sau đó, chính là lập tức phong tỏa tinh nguyệt giới tọa độ, mang Võ Giao các người biến dạng hư không chạy tới. Không gian truyền tống, Diệp Thần các người rất nhanh đi tới tinh nguyệt giới biên thùy.
Đứng ở vùng sát biên giới, Diệp Thần nhưng thấy phía trước thế giới tinh bích hệ, hiện đầy phong tỏa giam cầm. Toàn bộ tinh nguyệt giới không gian, cũng bị phong tỏa, giống như là có một cái lồng lớn, đem thế giới bao phủ ở, tinh bích cột lên mặt khắp nơi lưu chuyển cấm chế phù văn. Diệp Thần ca ca, nơi này không gian bị phong tỏa. Võ Giao tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng sờ phía trước tinh bích hệ, một cổ nóng rực cấm chế điện mang nhất thời nổ lên. Vậy cấm chế điện mang đáng sợ, sợ rằng liền phổ thông thiên quân cũng phải bị thương, nhưng Võ Giao nhưng là hồn như vô sự hình dáng. Ở Võ Giao trong cơ thể, ước chừng tích lũy trước cựu Nhật chi chủ tất cả tu vi, đó là vô lượng cảnh 9 tầng thiên đáng sợ linh khí, nàng tuy không thể phát huy, nhưng có thâm hậu như vậy tích góp, thế gian cơ hồ không có lực lượng gì, có thể thương tổn tới nàng. Diệp Thần nhướng mày một cái, xuyên thấu qua vậy phong tỏa không gian, hắn dòm ngó thấy vô số thiên cơ. Lần này tinh nguyệt thần giáo nội bộ phân tranh, không hề chỉ là tinh nguyệt thần giáo nội đấu, liền vạn khư thần điện cũng nhúng tay. Thái thượng trưởng lão một phái kia người, mời Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không trợ trận. Hôm nay, Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, liền chấn giữ ở tinh nguyệt giới bên trong, đây chính là vô lượng cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, 10 đại thiên quân lão tổ một trong, cực kỳ cường hãn. Diệp Thần muốn ở Lâm Khiếu Không dưới quyền cứu người. Không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Có Lâm gia lão tổ chấn giữ, không thích hợp đối kháng, chúng ta vọt vào, cứu người sau đó, lập tức rời đi. Diệp Thần ánh mắt chớp động, rất nhanh liền làm xong quyết định. Có vạn khư thần điện nhúng tay, sự việc không dễ xử lý, chính diện đối kháng hiển nhiên không lý trí. Diệp Thần dự định tốc chiến tốc thắng, lấy nhanh nhất tốc độ cứu người, cứu con người toàn vẹn liền đi. Còn như tinh nguyệt thần giáo đạo thống. Sau này lại nghĩ biện pháp đoạt lại cũng không muộn. Việc cần kíp, là mau sớm cứu người rời đi, lại đi tìm cựu Nhật chi chủ bảo tàng. Chỉ phải lấy được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, vậy thì có vô số chỗ tốt. Ma đế nhìn trước mắt phong tỏa cấm chế, nhướng mày một cái, nói, đừng nói trước cứu người, làm sao vọt vào, sợ rằng cũng là cái vấn đề. Tầng này cấm chế, rõ ràng cho thấy Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, tự tay bày ra. Phía trên thậm chí mang vạn khư ý chí, cực kỳ cường hãn, muốn xông phá cấm chế đi vào, tuyệt không phải chuyện dễ. Không sao, ta có biện pháp. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bàn tay ma khí hội tụ, ùng ùng vang dội, một chiếc to lớn chiến thuyền, đột nhiên từ trong tay hắn vọt ra. Chiếc này chiến thuyền, toàn thân đen nhánh không rõ ràng, còn quấn sương mù dày đặc, thân thuyền trên treo đầy khô lâu màu trắng đầu, quỷ khí dày đặc, khuấy động khí lưu, hu hu vang dội. Chính là tội ác chi chu. Tội ác chi chu, chính là vô vô thần khí mảnh vỡ, vô cùng mạnh mẽ. Ma đế, Kỷ Tư Thanh các người, nhìn vậy tội ác chi chu lúc đó, nội tâm đều có một cổ vô hình sợ hãi, tựa như trong lòng mình tội ác ma nghiệt, đều phải bị câu đưa ra vậy, tim đập vậy vì vậy tăng tốc độ. Chỉ có Võ Giao, là bình tĩnh tự nhiên hình dáng. Phá cho ta. Diệp Thần vung tay lên, đen nhánh to lớn tội ác chi chu. Hung hăng đi về trước đụng. Phịch, một tiếng vang lớn động trời. Vậy phong tỏa cấm chế, thế giới tinh bích hệ, đều bị Diệp Thần tội ác chi chu, đụng được nghiền. Tinh nguyệt giới không gian phong tỏa, mặc dù vững chắc, nhưng vậy không chịu nổi Diệp Thần ma thuyền đụng. Rất tốt, không hổ là vô vô thần khí. Diệp Thần vui sướng trong lòng, tội ác chi chu đụng lực lượng, so hắn tưởng tượng, còn muốn hung mãnh rất nhiều, không hổ là vô vô thần khí. Ma đế, Võ Giao các người, thấy Diệp Thần như thế ung dung, liền phá vỡ cấm chế, cũng là một hồi khen ngợi. Vô vô thần khí uy năng, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Chúng ta đi. Diệp Thần phi thân lên, nhảy đến tội ác chi chu trên mũi thuyền. Ma đế, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Võ Giao các người, vậy đi theo nhảy lên. Tội ác chi chu sát khí nồng nặc, trừ Võ Giao ra, Ma đế, Ngụy Dĩnh. Kỷ Tư Thanh ba người đều khó chống lại. Thật may Diệp Thần liền đứng ở bên cạnh, hắn trên người tán phát ra luân hồi hơi thở, đem ma đế ba người bảo vệ được. Còn như Võ Giao, căn bản không cần Diệp Thần bảo vệ. Nàng trong cơ thể linh khí khủng bố, hơn nữa tâm cảnh tinh khiết, không có bất kỳ tâm ma cùng tội ác tồn tại, nàng là thế gian hết thảy tốt đẹp cùng từ bi hóa thân, tội ác chi chu sát khí, không những không ảnh hưởng tới nàng, ngược lại bởi vì nàng tồn tại. Thân thuyền trên xuất hiện một phiến thánh khiết thiên đường. Diệp Thần cưỡi tội ác chi chu, chính thức lái vào tinh nguyệt giới.
Ma khí nhô lên, tội ác nghiêm ngặt thuyền to, ở trên trời bên trong lướt qua, kích động khí lưu, phát ra ủng ủng kêu vang, còn có luân hồi uy nghiêm ở chấn động. Toàn bộ tinh nguyệt giới, bởi vì Diệp Thần và tội ác chi chu xuất hiện, cũng là rung chuyển lên, trong không khí tràn ngập sơ sát tiêu điều không khí, thiên sơn vạn hác chim muông sợ quá chạy mất. Nhược Tuyết, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần ngửa mặt lên trời kêu to, cũng không có che giấu mình hơi thở, ngược lại đem thanh âm xa xa truyền đi. Che giấu là không che giấu được, ngược lại không như lên tiếng để cho Hạ Nhược Tuyết biết, để cho nàng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần thanh âm, trong thoáng chốc truyền khắp tinh nguyệt giới, sơn hà chấn động. Tinh nguyệt giới bên trong, vô số võ giả và dân chúng, nghe được luân hồi thanh âm, đều là kinh hãi. Luân hồi chi chủ tới. Hắn làm sao dám, muốn tìm cái chết sao? Lâm gia lão tổ trấn giữ giới này, hắn lại dám tới, thật chẳng lẽ lấy vì mình chém ra trăm đạo, liền vô địch thiên hạ. Chứ nhiều kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại dám tới tinh nguyệt giới. Tuy nói luân hồi chạm ra trăm đạo, chấn động thước vạn cổ, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần thực lực, cuối cùng chỉ có trăm gia cảnh một tầng thiên, muốn cùng vô lượng cảnh cao thủ đối kháng, đó là nói vớ vẩn. Tinh nguyệt thần giáo bên trong, quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch, thái thượng trưởng lão Vân Sơn Mưa, còn có lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, nghe Diệp Thần thanh âm sau đó, thần sắc liền liền biến huyễn. Luân hồi chi chủ tên kia, còn thật dám đến. Lâm Khiếu Không cười hắc hắc một tí, trong mắt lướt qua âm tình bất định thần sắc. Vân Sơn Mưa một lần cây nặng, hướng Vân Mộng Trạch nói, Mộng Trạch, ngươi lập tức dẫn người đi chặn đánh luân hồi chi chủ, vậy tiểu tử thật dám tới cứu người. Không khỏi quá không đem ta tinh nguyệt thần giáo coi ra gì. Vân Mộng Trạch lập tức đứng dậy, nói, trưởng lão. Ta sẽ làm cho vậy tiểu tử chỉ có tới chứ không có về. Lập tức, Vân Mộng Trạch lập tức mang một nhóm tinh nhuệ đệ tử, đi ra ngoài chặn đánh Diệp Thần. Hắn tu vi là thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, tuy không phải vô lượng cảnh cao thủ, nhưng cái này phần tu vi, thả vào thái thượng thế giới, vậy có thể nói nhất lưu. Diệp Thần chẳng qua là trăm gia cảnh một tầng thiên, Vân Mộng Trạch có lòng tin chân áp. Dẫu sao, nơi này chính là tinh nguyệt giới địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, chiếm hết phong thủy khí vận, không có không địch lại đạo lý. Lâm Khiếu Không thì tỉnh bơ, cũng không có nói gì nhiều, vậy chưa nói muốn phái người đi ra ngoài, tựa hồ là muốn xem mây núi mưa cái này nhất phái năng lực. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết và đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, cùng với rất nhiều hệ phái đệ tử, trong lòng đất bên trong ẩn núp. Hạ Nhược Tuyết đang tu luyện cảm ngộ, củng cố Thanh Nguyệt Nữ Đế truyền thừa, nàng cảm thấy mình đã có thiên quân thực lực, nhưng vẫn là kém một phần kiếp nạn khảo nghiệm. Không độ thiên kiếp, cuối cùng không phải chân chánh thiên quân. Nghe được Diệp Thần thanh âm sau đó, Hạ Nhược Tuyết một trận rung động, từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà các người, chính là hoan hô ủng hộ, rối rít kêu lên. Luân hồi chi chủ tới cứu chúng ta. Hạ Nhược Tuyết nhìn Cổ Thanh Hà, cả kinh nói, đại trưởng lão, ngươi. Ngươi hướng Diệp đại ca cầu cứu. Cổ Thanh Hà xin lỗi nói, xin lỗi, giáo chủ đại nhân, chúng ta hôm nay đang mông nguy nan, chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể cứu giúp, hắn là lưng đeo đại khí vận người, chỉ cần hắn hạ xuống, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hạ Nhược Tuyết một hồi nóng nảy, nói ta Diệp đại ca đang chém ra. Ngươi triệu hoán hắn hạ xuống, hắn chém ra thất bại, đây có thể như thế nào cho phải? Nàng lo lắng nhất chính là Diệp Thần chém ra, tim gông xiềng đột phá đặc biệt khó khăn, Diệp Thần chạy tới cứu nàng, làm sao còn đột phá gông xiềng? Cổ Thanh Hà cười nói, giáo chủ đại nhân, mời ngươi yên tâm, chúng ta bắt được thiên cơ, luân hồi chi chủ đã chém ra thành công, hắn trăm gia chém hết, thậm chí còn giết chết đế thích thiên, chấp trưởng thiết vương tọa, huy hoàng vạn cổ, vô địch đời này. Hắn đã nghịch thiên quật khởi, hiện tại hạ xuống, không người có thể ngăn được hắn. Hạ Nhược Tuyết kinh hãi, khó tin nói, cái gì? Diệp đại ca chém ra thành công, hắn thậm chí giết chết tâm ma chủ, còn chiếm được thiết phương tỏa. Nàng mấy ngày nay thời gian, một mực đều đang bế quan cảm ngộ, ngược lại là không lưu ý ngoại giới thiên cơ thay đổi. Giờ phút này nghe được Cổ Thanh Hà lời nói, Hạ Nhược Tuyết hơi bắt thiên cơ. Quả nhiên cảm thấy luân hồi kim quang mênh mông, tràn ngập thiên địa hoàn vũ. Diệp Thần quật khởi, đã thế không thể đỡ. Bởi vì hắn gông xiềng, đã toàn bộ chém hết. Cổ Thanh Hà cười nói, chính là.
cùng luân hồi chi chủ chạy tới, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến Diệp Thần chém ra thành công, hơn nữa sắp hạ xuống, nội tâm cũng là một hồi vui sướng, lỗ mũi nhưng một hồi bị chua, nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Lập tức, Hạ Nhược Tuyết các người, chính là rời đi lòng đất, lần nữa trở về mặt đất, chờ đợi Diệp Thần đến. Diệp Thần cưỡi tội ác chi chu, ở trên trời qua lại, nhanh chóng hướng Hạ Nhược Tuyết chạy tới. Theo dọc đường, Tinh Nguyệt Thần giáo các cường giả, còn có Thái Thượng Lâm gia cường giả, đã sớm bị kinh động, đồng loạt điều động, muốn diệt giết Diệp Thần. Chỉ gặp trên trời dưới đất, khắp nơi đều là người, đếm không hết võ giả địch đám người, chi chít, như đầy trời châu chấu bay, che khuất bầu trời, đem Diệp Thần các người bao phủ ở. Luân hồi chi chủ, dám phạm ta Tinh Nguyệt giới lãnh thổ, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Không biết là ai gầm thét một tiếng, rồi sau đó đầy trời cường giả, ít nhất có mấy ngàn người, cùng kêu lên gieo hò, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần chỗ ở tội ác chi chu vào tới. Ma Đế, Ngụy Dĩnh, Kỳ Thư Thanh các người, mặt lộ vẻ cảnh giác, chuẩn bị nghênh địch. Ma Đế trên thân thể, nổ lên trăm ngàn chỉ màu đen quả đen, ma khí lăn lăn, thần uy như ngục. Tuyệt Hàn Thiên Quân Ngụy Dĩnh, chính là toát ra nghiêm ngặt khí lạnh, loáng thoáng hội tụ thành một chuôi băng lớn kiếm. Kỳ Tư Thanh quanh thân ngọn lửa cháy, hội tụ thành chu tước, lệ tiếng ré dài, phóng lên cao. Nhưng mà, bọn họ ba người còn không chân chính ra tay, lại nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp vậy rất nhiều cường giả, đến gần tội ác chi chu thời điểm, cũng gặp phải tội ác sát khí đánh vào quấn quanh, vậy sát khí liền như con chăn vậy, gắt gao quấn bọn họ thân thể, để cho được bọn họ kêu thảm thiết liền liền, thống khổ từ không trung đánh mất. Diệp Thần khóe miệng mang cười nhạt, duy trì tội ác chi chu vận chuyển. Tội ác chi chu, loại cấp bậc này vô vô thần khí, sát phạt cực kỳ ác liệt, phòng thủ vô cùng lợi hại. Vô vô thần khí linh khí có hạn, nếu như dùng làm công giết, tiêu hao kịch liệt, có thể không chống đỡ được bao nhiêu lần. Nhưng nếu như chỉ là phòng thủ, vậy liền có thể duy trì thời gian rất dài. Diệp Thần ngay tại phòng thủ, khởi động tội ác chi chu, sát khí cổn đáng, hình thành một cái vòng bảo vệ. Tinh Nguyệt Thần giáo rất nhiều cường giả, xông lên đụng tới, lập tức gặp phải tội ác sát khí phản kích, bọn họ còn không làm bị thương Diệp Thần, mình ngược lại ác sát triền thân, thống khổ không dứt. Đáng chết, là vô vô thần khí. Chú ý, đó là trong truyền thuyết tội ác chi chu. Rất nhiều các cường giả giật mình tỉnh lại, rung động thật sâu, vậy kiêng kỵ sâu đậm, cảm nhận được liền tội ác chi chu lợi hại. Bọn họ không dám đến gần, rối rít tránh xa, kéo ra khoảng cách, sau đó liền ở phía xa, thi triển thuật pháp cùng pháp bảo, ùng ùng hướng tội ác chi chu nổ đi. Từng đạo hung hãn thần thông pháp bảo ánh sáng, ác liệt mãnh liệt, đánh vào tội ác chi chu trên. Nhưng, tội ác chi chu phòng vệ, vô cùng lợi hại, đám người cường giả mãnh kích, cũng không có phát huy nhiều ít hiệu quả. Phần lớn thế công năng lượng, đều bị tội ác chi chu vòng bảo vệ đỡ được, có thể xuyên qua vòng bảo vệ, công kích hướng Diệp Thần đám người, năng lượng trăm không tích chữ một, Diệp Thần các người ung dung tiện tay hóa giải. Diệp Thần liếc Võ Giao một mắt, nhưng gặp Võ Giao không có dùng bất kỳ hóa giải thủ đoạn, cứng rắn bị công kích của địch nhân. Nhưng mà, rất nhiều cường giả công kích, đánh vào Võ Giao trên mình, liền như châu đất xuống biển, không có kích thích chút nào phản ứng. Võ Giao thậm chí áo đầm mái tóc, đều không từng đung đưa một tí, nàng trong cơ thể chứa đựng gần như nghịch thiên linh khí tu vi, cái này thế gian có thể dung chuyển nàng đồ, cơ hồ không tồn tại. Diệp Thần âm thầm gật đầu, cũng sẽ không lại thay Võ Giao lo lắng, tiếp tục duy trì tội ác chi chu phòng ngự. Ma Đế, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh ba người, có tội ác chi chu bảo vệ, hoàn toàn không cần lo lắng mình an nguy. Bọn họ mở ra thuật pháp, từng đạo ma khí, khí lạnh, nóng rực kiếm khí, hướng ma thuyền bên ngoài kẻ địch chém chết đi. Càng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất nhiều cường giả bị Ma Đế ba người chém xuống. Diệp Thần điều khiển thuyền ngang trời bay qua, liền đi đôi với vô số máu tươi thi thể, một đường phá giết, rốt cuộc gặp được Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết và Cổ Thanh Hà, còn có rất nhiều bọn họ hệ phái đệ tử, ước chừng có mấy trăm người, đang trên đất chờ đợi. Khi thấy vậy nguy nga đen nhánh tội ác chi chu, phá không bay tới, vắt ngang ở đỉnh đầu bọn họ, tất cả mọi người đều là lộ ra rung động thần sắc. Diệp đại ca, Hạ Nhược Tuyết thấy thuyền thủ lên Diệp Thần, cao ngất kia to lớn dáng người, không khỏi một hồi tình đong đưa thần trì, như mộng như ảo.
Diệp Thần vậy gặp được Hạ Nhược Tuyết, nội tâm một hồi kích động. Lúc này Hạ Nhược Tuyết đã thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát, khí chất so với trước kia càng trong sáng tươi đẹp. Nàng cả người trắng như tuyết quần áo, băng cơ ngọc cốt, mi mục như họa, vậy cổ tuyệt đẹp phong tư, đủ để cho người xem ngưỡng mộ khen ngợi. Nhược Tuyết, lên đây đi. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết, trong lòng đại hỉ, lúc này ngoắc tay, luân hồi huyết mạch run run, kim quang tách thả ra, cấu trúc thành một cái màu vàng kim hồng kiều, kéo dài đi xuống. Hạ Nhược Tuyết và Cổ Thanh Hà các người, chính là lật đật đạp màu vàng hồng kiều, nhanh chóng leo lên tội ác chi chu. Hạ Nhược Tuyết vừa lên tới, Diệp Thần liền không nhịn được ôm lấy nàng, cảm thụ nàng mềm mại thân thể, Diệp Thần nội tâm nóng rực, hai người thật sâu ôm hôn. Nhược Tuyết, không có sao chứ? Diệp Thần giọng nói hơi run rẩy. Không có sao, Diệp đại ca, ta rất tốt, chỉ là... Hạ Nhược Tuyết trong mắt nhu tình như nước, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Cổ Thanh Hà các người. Ừ, không có sao, ta đều biết, chúng ta rời đi trước nói sau. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết, Hạ Nhược Tuyết thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát, muốn chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần giáo, vốn là khá là thuận lợi, nhưng tiếc là bị Vạn Khư Thần Điện ngang ngược quấy nhiễu. Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu không tự mình điều động, hiện tại Hạ Nhược Tuyết còn muốn an ổn làm giáo chủ, đó là tuyệt đối không thể nào. Diệp Thần chuẩn bị rời đi trước nơi đây, lại đi tìm Cựu Nhật Bảo Tàng, cùng hắn bắt được bảo tàng, nhất định thực lực đại tăng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, đoạt lại Tinh Nguyệt Thần giáo đạo thống cũng không muộn. Diệp Thần có tội ác chi chu bảo vệ, phổ thông võ giả căn bản không tổn thương được hắn. Được. Hạ Nhược Tuyết chăn thủ nhẹ một chút, Diệp Thần nói phải rời khỏi, nàng tự nhiên cái gì đều nghe Diệp Thần. Cổ Thanh Hà các người hơi do dự, không đành lòng rời đi cố thổ, nhưng nghĩ tới có Vạn Khư Thần Điện trấn thủ ở chỗ này, cũng chỉ có thể trước tạm lánh mũi nhọn. Lập tức, Diệp Thần chính là điều khiển tội ác chi chu, mang Hạ Nhược Tuyết đoàn người, nhanh chóng đi Tinh Nguyệt giới bên ngoài bay đi. Mũi thuyền bên trên, Diệp Thần kéo Hạ Nhược Tuyết tay, thâm tình nhìn nàng, nói, Nhược Tuyết, ta phong ngươi là trăng sáng thiên quân, từ nay về sau, ngươi vừa là ta đạo lữ, cũng là ta luân hồi nhất mạch hộ pháp tiên nhân. Diệp Thần lời nói này rơi xuống, như miệng chứa thiên hiến, dẫn được trên trời tiếng sấm lăn lăn. Từng đạo kinh điện kiếp lôi, ánh sáng tím nổ tung, tại chỗ hóa thành thiên kiếp, mãnh liệt xuống. Thấy vậy hung mãnh thiên kiếp sấm sét, Cổ Thanh Hà các người đều là kinh hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ luân hồi chi chủ bất quá trăm gia cảnh, cũng đã đạt tới loại trình độ này? Luân hồi chi chủ, ngươi lại có thể miệng chứa thiên hiến, có thể sắc phong thiên quân. Cái này, đây quả thực nghịch thiên vô địch thủ đoạn à? Cổ Thanh Hà phát ra rung động thanh âm, thật ra thì Hạ Nhược Tuyết thừa kế Tinh Nguyệt y bát sau đó, đã có thiên quân thực lực, nhưng bởi vì không độ kiếp, không đi qua thiên kiếp khảo nghiệm, cho nên không có thiên quân khí vận mệnh cách. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần trực tiếp sắc phong thiên quân, lại là đem thiên kiếp vậy triệu hoán liền xuống. Diệp Thần thấy thiên kiếp hạ xuống, liền muốn tiện tay đem thiên kiếp hóa điệu, để cho Hạ Nhược Tuyết thuận lợi độ kiếp tấn thăng, giống như Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các người vậy. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần nhưng ngạc nhiên phát hiện, Hạ Nhược Tuyết thiên kiếp, tựa hồ so với người khác lợi hại rất nhiều. Cái này có chút cổ quái, thậm chí có chút không tầm thường. Ồ! Diệp Thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng gặp vậy đầy trời kiếp lôi, mang hung hãn uy quang, bạo rơi xuống, vậy cổ mãnh liệt uy thế, để cho Diệp Thần cũng hơi khiếp sợ. Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau, đầy trời kiếp lôi rơi xuống, hung hăng đánh vào Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hạ Nhược Tuyết đắm chìm trong kiếp lôi bên trong, phát ra một tiếng kêu đau, lại bị thiên kiếp đánh được mới ngã xuống đất, sợi tóc tán loạn, hình dáng chật vật. Nhược Tuyết! Diệp Thần quát to một tiếng, trước mắt kinh hãi dị. Lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Tuyết thiên kiếp, lại có thể mãnh liệt như vậy. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, cũng là kinh ngạc ân cần nhìn Hạ Nhược Tuyết. Giáo chủ đại nhân, người thế nào? Cổ Thanh Hà càng sợ hãi hơn, e sợ cho Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn răng, chậm rãi ổn định thân hình, ngồi xếp bằng xuống, bóp một cái pháp quyết, nói ta không có sao, chỉ là thiên kiếp à, tựa hồ muốn so với người thường mãnh liệt rất nhiều. Ta cần thời gian độ kiếp. Cổ Thanh Hà nói, đúng rồi, người thừa kế nữ đế tổ tiên y bát, đạo pháp căn cơ hùng hậu, độ kiếp vậy so với người thường khó khăn rất nhiều.
Vậy mà nói, đạo pháp căn cơ càng thâm hậu người, độ kiếp thì càng khó khăn. Hạ Nhược Tuyết thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát, nàng muốn trở thành thiên quân, tự nhiên cũng phải so với người bình thường khó khăn. Ngay chớp mắt, vậy chi chít kiếp lôi, tử điện điện mang, liền hội tụ thành một cái sấm sét kén, phải đem Hạ Nhược Tuyết bọc đi vào. Diệp đại ca, thay ta hộ pháp, chờ ta độ kiếp xuất quan, lại đoàn tụ với ngươi. Hạ Nhược Tuyết cười khổ một tí, lưu lại một câu nói, rồi sau đó thân thể của nàng, liền hoàn toàn bị thiên kiếp bọc. Thiên kiếp sấm sét tạo thành kén, vững vàng bao lấy nàng. Nếu như nàng độ kiếp thành công, liền có thể phá kén ra, nghịch thiên lột xác. Nếu như độ kiếp thất bại, vậy cũng chỉ có tan thành mây khói kết quả. Diệp thần nhìn vậy sấm sét kén, nội tâm một hồi chấn động, lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Tuyết độ kiếp, sẽ như thế khó khăn. Chờ ta tương lai độ kiếp tấn thăng, há chẳng phải là càng khó hơn. Diệp thần lại nghĩ đến một điểm này. Hắn thân là luân hồi chi chủ, đạo pháp tích lũy sâu hơn, căn cơ càng vững chắc, muốn độ kiếp tấn thăng, vậy chỉ sợ là nghịch thiên vậy khó khăn, sẽ không so hắn chém ra dễ dàng nhiều ít. Bất quá, chuyện tương lai lại đánh coi là, hiện tại đổ không cần nóng nảy. Việc cần kíp, là để cho Hạ Nhược Tuyết mau sớm độ kiếp xuất quan. Chỉ là, thiên quân kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào mình vượt qua, người ngoài là không giúp được cái gì. Hạ Nhược Tuyết muốn độ kiếp, vậy chỉ có dựa vào chính nàng ý chí cùng thực lực. Người ngoài trợ giúp, không những vô ích, thậm chí có thể yết mầm giúp dài, thương tổn tới nàng bản thân. Đi ra ngoài tìm một chỗ, để cho Nhược Tuyết yên ổn độ kiếp. Diệp thần cắn răng, lập tức tăng nhanh tội ác chi chu tốc độ phi hành, phải rời khỏi tinh nguyệt giới, đi ra tìm địa phương, để cho Hạ Nhược Tuyết độ kiếp. Chậm! Cổ Thanh Hà tiến lên trước một bước. Nhưng là mở miệng khuyên can, luân hồi chi chủ, giáo chủ nàng thừa kế tổ tiên y bát, chỉ có ở tinh nguyệt giới bên trong, mới khá dựa vào địa mạch khí vận, thuận lợi độ kiếp tấn thăng, nếu là đi liền bên ngoài, địa mạch mâu thuẫn, ngược lại có thể bị cắn trả. Hạ Nhược Tuyết thiên kiếp, mãnh liệt như vậy, đều là bởi vì nàng thừa kế tinh nguyệt tổ tiên y bát, cái này tinh nguyệt giới, tự nhiên cũng là nàng tốt nhất nơi độ kiếp. Nếu như đi đến ngoại giới, ngược lại có hại. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói cách khác, Nhược Tuyết nàng chỉ có thể ở nơi đây độ kiếp. Cổ Thanh Hà nói, Diệp thần và Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Tinh nguyệt giới hiển nhiên không phải chỗ ở lâu, ở chỗ này độ kiếp, hung hiểm trùng trùng. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người còn muốn để cho tội này nữ độ kiếp sao? Chỉ sợ không cái này cơ hội. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp phương xa chân trời, từng đạo tinh nguyệt tinh mang, nổ bắn ra tới. Hạ một sát, một cái cả người ánh sao lấp lánh nam tử, mang mấy chục cái tinh nhuệ cường giả, hạ xuống ở Diệp thần trước mặt. Nam tử này, quanh thân ánh sao lững lờ, ánh sao bên trong lại có cổ xưa thần văn đang lấp lánh, đó là tinh chữ, quang chữ, huỳnh chữ, gió chữ, còn có một cái quỷ dị thi chữ. Cổ Thanh Hà ở Diệp thần bên tai, trầm giọng nói, người này là ta tinh nguyệt thần giáo trước kia quyền giáo chủ, tên là Vân Mộng Trạch, ta tinh nguyệt thần giáo có 6 đạo thần văn, trong đó tinh, quang, gió, huỳnh, thi 5 chữ, đều là do hắn trông coi, còn có cái cuối cùng tháng chữ, ở phía trước tổ đạo thống bên trong, cùng giáo chủ độ kiếp phá quan, tất có thể nắm trong tay. Diệp thần con người hơi chăm chú, nhìn về Vân Mộng Trạch, cảm nhận được đối phương tu vi hơi thở, đạt tới thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn. Ngược lại cũng không thể khinh thường. Hơn nữa, cái này Vân Mộng Trạch còn nắm giữ rất nhiều thần văn, thần thông hơi thở càng hung hãn. Cổ Thanh Hà nội tâm khá là kiêng kỵ, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ Vân Mộng Trạch. Nhưng, ở trước đó hệ phái trong đấu tranh, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đến nay còn không khôi phục, kém không nhiều là mất đi sức chiến đấu, cũng không cách nào lại tương đương Vân Mộng Trạch. Diệp thần nhìn Vân Mộng Trạch vậy hung hãn hơi thở, nhưng là không có động tính, nói, ngươi chính là quyền giáo chủ. Cũng không quá như vậy. Thời khắc này Diệp thần, chăm ra chém hết, giống vậy thiên huyền cảnh cao thủ, hắn đã không đặt ở trong mắt, coi như mạnh như Vân Mộng Trạch, hắn cũng không kiêng kỵ. Nghe Diệp thần vậy lãnh ngạo lời nói, Vân Mộng Trạch ra mặt kéo động một tí, cả giận nói, tự tìm cái chết. Thật lấy vì ngươi chém ra trăm đạo, liền vô địch thiên hạ. Ta ngày hôm nay liền để cho ngươi xem. Cái gì gọi là chân chính thiên quân uy nghiêm?
Thanh âm rơi xuống, Vân Mộng Trạch thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn khí thế, toàn bộ bùng nổ, kích động thương khung, dẫn được khí lưu xoay tròn, ùng ùng kêu vang. Hắn vung tay lên, tinh, quang, gió, huỳnh bốn đạo thần văn, đồng thời thần mang tách thả ra, bầu trời hóa thành bóng tối màu sắc, ánh sao như chấm lưu huỳnh tô điểm. Vân Mộng Trạch như có đầy trời ánh sao ra trì, bàn tay đánh, cương phong nổ tung, hướng Diệp Thần đánh giết đi. Một trường này đánh, linh khí nổ tung, biến hóa muôn vàn, hình như là vũ trụ nổ lớn, ánh sao hỗn loạn, nổ lên vũ trụ sông dài, còn có thiên quân thượng vị giả có 102 quang vinh quy luật, vạn cổ truyền kỳ, cũng cùng nhau hướng Diệp Thần oanh đánh tiếp. Diệp Thần cảm nhận được Vân Mộng Trạch một trường, nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn, không khỏi quá yếu một ít. Nhân đồ thánh bôi, giết cho ta. Diệp Thần thân thể chấn động một cái, một cổ huyết sắc Phật quang, liền từ trong cơ thể hắn tách thả ra ra, nhân đồ thánh bôi bay ra. Cái này tôn nhân đồ thánh bôi, đã đạt được chân lý Phật tổ ban phúc, Phật quang tràn ngập, màu vàng kim Phật quang nóng rực mà chói mắt, trong đó xảm tạp sát khí nồng đậm, như cổ Phật chư tà, trừ yêu phục ma, kim cương trừng mắt, ác liệt uy nghiêm. Diệp Thần mượn nhân đồ thánh bôi chúc phúc, sau lưng hiện ra một tôn sát phạt hừng hực cổ Phật, hắn một trưởng nghịch thiên giết ra, phịch đích một tiếng, cùng Vân Mộng Trạch hai tay oanh đụng. Giống như là hai cái vũ trụ đại thế giới va chạm, động trời tiếng vang nổ tung. Diệp Thần mượn nhân đồ thánh bôi, thần uy minh mông, trưởng thế mãnh mãnh liệt tới cực điểm, chỉ một trưởng, liền đem Vân Mộng Trạch bàn tay, đánh được nghiền nổ tung, máu tươi xương tung tóe, đầy trời ánh sao khí tượng cũng tiêu tán. Liền bầu trời đêm đều bị đánh nát, lại lần nữa khôi phục ban ngày quang minh. Cái gì? Vân Mộng Trạch hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm, cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp mình một bàn tay, đều bị chấn động được nát bét, máu thịt xương lật lộ, đau nhức từng cơn truyền tới. Hắn vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới mình ngập trời nhất kích, lại có thể như thế ung dung liền bị Diệp Thần hóa giải, thậm chí hắn đều bị phản kích tổn thương nặng. Phải biết, hắn nhưng mà thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn cường giả à, thậm chí dựa vào tinh nguyệt giới địa mạch khí vận, lại còn không địch lại Diệp Thần. Vân Mộng Trạch quanh thân, vậy rất nhiều tinh nguyệt thần giáo cường giả, cũng là kinh hãi chấn động, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ma Đế, Ngụy Dĩnh, Kỳ Thư Thanh các người, thần sắc chính là bình tĩnh, bọn họ rất rõ ràng Diệp Thần thực lực, chính là một cái Vân Mộng Trạch, còn không thể nào thương tổn tới Diệp Thần chút nào. Ông! Diệp Thần nhân đồ thánh bôi lơ lửng, cổ Phật sát phạt khí tượng minh mông muôn vàn, hắn tiến lên trước một bước, như quân lâm thiên hạ, mắt lạnh nhìn Vân Mộng Trạch, nói. Các ngươi tinh nguyệt thần giáo không có ai sao, liền phái ngươi cái phế vật này đi ra, cũng muốn chặn đánh ta. Vân Mộng Trạch tức giận đồng thời xuất hiện, muốn nói gì? Diệp Thần trực tiếp cắt đứt hắn, quát lên, cái gì thiên quân, ngươi bất quá một con kiến hôi thôi, cho ta chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thúc giục nhân đồ thánh bôi, hung hăng hướng Vân Mộng Trạch đánh tới. Vân Mộng Trạch không tránh kịp, phịch đích một tiếng, thân xác thần hồn, tại chỗ liền bị nhân đồ thánh bôi đụng nát. Nhân đồ thánh bôi món pháp bảo này, khi lấy được Phật tổ ban phúc sau đó, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, thiên quân cao thủ đều có thể nhất kích đụng nát. Ta sinh mạng quy luật, cũng tại bể tan tành, điều này sao có thể? Ta nhưng mà thiên quân à! Ta là tinh nguyệt thần giáo chân chính giáo chủ, ta là tinh nguyệt giới quân vương, ta làm sao sẽ chết? Vân Mộng Trẻ còn sót lại ý chí, phát ra gầm thét, nhưng là không cam lòng lúc này chết đi, muốn lần nữa hội tụ máu thịt của mình. Chết đến ập lên đầu, còn muốn nói nhảm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhân đồ thánh bôi chuyển động, đem Vân Mộng Trẻ máu thịt tàn hồn, còn sót lại ý chí, toàn bộ chiếm đoạt đến thánh bôi bên trong đi. À! Vân Mộng Trạch phát ra sau cùng kêu thảm thiết, nhọn thê lương, rồi sau đó chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Vị này tinh nguyệt thần giáo đã từng là quyền giáo chủ, liền triệt để như vậy bị Diệp Thần giết chết, biến mất ở giữa trời đất. Cường đại thiên quân máu thịt, đạo cốt, thần hồn linh khí, quy luật ý chí, còn có tinh, quang, gió, huỳnh, thi năm đạo thần văn, toàn bộ bị nhân đồ thánh bôi hấp thu, vậy gián tiếp bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần tinh thần đại chấn. Hình như là ăn một cái đại bổ phẩm, hăm hở. Vân Mộng Trạch thủ hạ rất nhiều cường giả, thấy Diệp Thần hung hãn như vậy hình dáng, đều là hù được tâm đảm câu liệt, rối rít chạy thục mạng. Có hơi trốn tránh được chậm,
liền toàn bộ bị Diệp Thần bắt chém chết, đều bị chiếm đoạt vào thánh bôi bên trong đi. Luân hồi chi chủ, thần uy thông trời, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Thanh Hà và rất nhiều các đệ tử, thấy Diệp Thần đại triển thần uy hình dáng, đều là khen ngợi bội phục. Cổ Thanh Hà trong lòng chỉ có kích động cùng rung động, hắn quyết định không sai, hướng Diệp Thần cầu viện, quả nhiên là tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần hạ xuống, liền như vậy một đoàn lửa, một cột sáng, có thể dẫn bọn họ hoàn toàn đi ra hắc ám. Hiện tại Vân Mộng Trạch chết đi, Khác Nhất phái tổn thương nguyên khí nặng nề, đối bọn họ tự nhiên thật to có lợi. Diệp Thần thu hồi thánh bôi, khí định thần nhàn, cũng không có tự mãn. Hắn biết, Vân Mộng Trạch chỉ là một quyền giáo chủ, cũng không phải là chân chính nắm giữ. Chân chính nắm giữ, là cái đó gọi Vân Sơn Mưa Thái Thượng trưởng lão. Trừ cái này ra, còn có Vạn Khư Thần Điện cái này bàn tay đen sau màn. Trước tìm một chỗ tránh một chút. Diệp Thần nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết còn bị bọc ở trên trời cướp sấm sét kén bên trong, muốn phá kén ra, không biết muốn đợi tới khi nào. Hiện tại không thích hợp kịch chiến, Diệp Thần lập tức khởi động tội ác chi chu, tìm một cái tĩnh lặng hoang sơn dã địa, đáp xuống. Ta cầu nguyện, hư không phong tỏa, nhân quả giam cầm. Ngay sau đó, Diệp Thần lại sử dụng nguyện vọng thiên tinh, rất nhiều hạ nguyện vọng, phong tỏa ở đây mảnh không gian, cũng cầm giữ hết thảy nhân quả phép tắc chập chờn, hoàn toàn phong tỏa nơi đây, ngăn cách hơi thở, miễn được bị người ngoài điều tra được. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần lo lắng nhìn về phía Cổ Thanh Hà, hỏi, đại trưởng lão, Nhược Tuyết độ kiếp bế quan, đại khái phải bao lâu xuất quan? Cổ Thanh Hà nắn vuốt râu, nhìn vậy sấm sét kén một mắt, nói, giáo chủ nàng căn cơ thâm hậu, muốn độ kiếp, cũng không phải là chuyện dễ, sợ rằng cần mấy tháng thời gian. Diệp Thần một hồi kinh động, nói, muốn mấy tháng lâu như vậy sao? Cổ Thanh Hà bấm ngón tay tính toán, nói, coi như mau hơn nữa, hai tháng cũng phải cần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu quả thật muốn mấy tháng thời gian, vậy thì phiền toái, hiện tại khắp nơi nguy cơ, thời gian mỗi chỉ hoãn một phần, liền hơn một phần nguy hiểm. Hắn lợi dụng nguyện vọng thiên cơ, ngăn cách hơi thở, mặc dù có thể tạm thời tránh Tinh Nguyệt Thần Giáo theo dõi, nhưng thời gian chỉ hoãn đi xuống, vẫn là có bị phát hiện nguy hiểm. Diệp Thần, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng khoác ở Diệp Thần cánh tay, cũng là có chút lo âu hỏi. Diệp Thần khẽ cau mày, trầm ngâm một hồi, liền nói, yên lặng theo dõi kỷ biến, cùng Nhược Tuyết xuất quan. Nói xong, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, đem bên trong tinh chữ, quang chữ, gió chữ, huỳnh chữ, bốn đạo thần văn, toàn bộ đánh tới Hạ Nhược Tuyết sấm sét kén trên, lấy thần văn linh khí, phụ trợ nàng độ kiếp. Ngoài ra còn có một cái thi chữ, bởi vì sát khí quá nồng mãnh liệt, Diệp Thần mình giữ lại luyện hóa hết. Vậy ánh sao gió huỳnh bốn chữ thần văn, vốn chính là Tinh Nguyệt Thần Giáo đồ, Diệp Thần bây giờ là vật quy nguyên chủ, ngược lại cũng không coi là yết mầm giúp dài. Vù vù, ở ánh sao gió huỳnh bốn chữ thần văn phụ trợ, vậy sấm sét kén ánh sáng rực rỡ tách thả ra, lại là nứt ra một cái nhỏ xíu khe hở, từ nơi này cái khe hở bên trong, có thể loáng thoáng dòm ngó gặp, Hạ Nhược Tuyết bóng người. Diệp Thần trong lòng vui mừng, xem ra cái này bốn chữ thần văn, đích xác có thể phụ trợ Hạ Nhược Tuyết độ kiếp. Chỉ là, Hạ Nhược Tuyết sốt cuộc lúc nào xuất quan, hắn vậy nói không chừng. Lập tức, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Cổ Thanh Hà các người, liền là thủ hộ ở Hạ Nhược Tuyết bên người, yên lặng nàng độ kiếp xuất quan. Như vậy qua được mấy ngày, Hạ Nhược Tuyết vẫn là đang bế quan, vậy sấm sét kén không có một tia một hào biến hóa, hiển nhiên trong vòng thời gian ngắn, Hạ Nhược Tuyết cũng không thể phá quan phi thăng ra. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần vậy cảm thấy ngoại giới thiên cơ thay đổi, đằng đằng sát khí. Hắn đánh chết Vân Mộng Trạch, muốn đến Vân Sơn Mưa và Lâm Khiếu Không, đều là vô cùng chấn động. Có rất nhiều cường giả, từ Diệp Thần đám người chỗ ẩn thân phương, thiểm lược mà qua, thậm chí bọn họ còn đã từng ở trong núi tìm kiếm qua, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Thần đám người tồn tại. Diệp Thần mượn nguyện vọng thiên tinh, che giấu rất khá, người ngoài trong thời gian ngắn, vậy căn bản không phát hiện được. Dưới mắt, cũng chỉ có yên lặng Hạ Nhược Tuyết xuất quan. Như vậy lại qua mấy ngày, Diệp Thần đang lẳng lặng chờ, Võ Giao nhưng đi tới hắn bên người. Võ Giao tiểu thư, Diệp Thần lên tiếng chào. Võ Giao khẽ gật đầu một cái, nói, Diệp Thần ca ca, không cần kêu ta tiểu thư, người nếu là không chê,
liền kêu ta một tiếng muội muội đi. Nàng trong suốt trong tròng mắt, mang thanh thuần cùng vẻ chờ mong ôn hòa thần sắc. Diệp Thần nhìn nàng ánh mắt trong suốt, nội tâm cũng là ấm áp, thật giống như thấy được thế gian nhất thanh thuần nữ thần vậy, hắn nhẹ nhàng sờ một cái Võ Dao tóc, lại là không đành lòng phật ý nàng, ôn nhu nói, được, Võ Dao muội muội, người thật là quá đáng yêu, ta rất thích ngươi. Diệp Thần không hề che giấu trong lòng mình thích, ở Võ Dao trước mặt, thật giống như cũng không ai có thể che giấu tâm ý của mình. Dĩ nhiên, cái loại này thích, cũng không phải là yêu nhân gian thích, mà là một loại thuần túy ngưỡng mộ, đối thế gian trí thiện, nhân gian tử bi ngưỡng mộ. Diệp Thần thích Võ Dao, nhưng thật ra là mình nội tâm thiện niệm tình cảm hiển hóa. Võ Dao nghe Diệp Thần khen ngợi, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười, gò má cũng là hơi đỏ lên, nói, Diệp Thần ca ca, đa tạ ngươi rồi. Diệp Thần cười nói, ngươi đến tìm ta chuyện gì? Là buồn bực sao? Ngươi có thể đến ta nguyện vọng thiên tinh phía trên, hoặc là suối vàng trong thế giới đi chơi. Nguyện vọng thiên tinh và suối vàng thế giới, bên trong đều là hàm chứa một cái mênh mông to lớn thế giới, có hàng tỷ tín đồ sinh linh cư trú, và thế giới hiện thật vậy không việc gì khác biệt. Võ Dao nếu là buồn bực, hoàn toàn có thể vào đi du ngoạn. Võ Dao khẽ gật đầu một cái, nói ta không im lìm, Diệp Thần ca ca, chỉ là... Diệp Thần nói, chỉ là cái gì? Võ Dao nói, ta hồi phục, đại biểu cựu nhật quật khởi, nhất định kích động thiên cơ, rất nhiều người cũng sẽ lần nữa để mắt tới ta phụ thân bảo tàng. Nếu như chúng ta không nhanh chóng đi tìm bảo mà nói, có thể sẽ bị người khác nhanh chân giành trước. Võ Dao lời nói bên trong, tràn đầy lo âu, một khi nàng phụ thân bảo tàng, bị người ngoài cướp đi, vậy thì phiền toái. Diệp Thần nghe sau đó, cũng là sắc mặt trầm xuống. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ngay tại cựu nhật trong bảo tàng mặt, nếu như bảo tàng bị cướp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, Võ Dao muốn phát huy nàng phụ thân truyền thừa, cũng cần trong bảo tàng mặt một ít thứ phụ trợ. Diệp Thần hỏi, có thể lại chờ mấy tháng sao? Hiện tại Hạ Nhược Tuyết còn đang bế quan độ kiếp, Diệp Thần chân thực không muốn rời đi, nếu không Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, vậy thì nguy hiểm. Võ Dao nói, không chờ được, Diệp Thần ca ca, chúng ta phải mau sớm lên đường. Nếu không trì hoãn nữa, ta phụ thân bảo tàng sẽ không có. Diệp Thần chau mày, cựu nhật bảo tàng, sự quan trọng đại, tự nhiên không cho sơ thất. Nhưng Hạ Nhược Tuyết bế quan độ kiếp, cũng là trọng yếu. Võ Dao nói tiếp, Diệp Thần ca ca, chúng ta trước đi tìm bảo tàng đi, nếu như tốc độ quá nhanh, nói không chừng chúng ta cầm bảo tàng tìm trở về, Nhược Tuyết tỷ tỷ cũng còn không xuất quan đâu, như vậy cùng nàng vừa xuất quan, là có thể thấy bảo tàng. Há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Diệp Thần nghe được nàng lời này, trong lòng suy tư cân nhắc một phen, cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền trước đi tìm bảo tàng. Chủ ý quyết định, Diệp Thần hướng Ma Đế, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các người, nói chuyện này. Các ngươi lưu lại chiếu cố Nhược Tuyết, ta và Võ Dao muội muội đi tìm bảo tàng. Diệp Thần lại ngưng trọng phân phó, thậm chí đem Thiết Phương Tọa đều lưu lại. Cho Ma Đế bọn họ hộ thân. Ma Đế các người đều là ngưng trọng, nhưng cũng biết bảo tàng muốn chặt, liền đáp ứng lưu lại. Tinh Nguyệt giới phong tỏa, các người không có tội ác chi chu, có thể ra phải đi sao? Ma Đế lại có chút lo lắng hỏi. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không sao, điểm này phong tỏa, mệt không ở ta. Lập tức, Diệp Thần mang Võ Dao, từ tội ác chi chu trên nhảy xuống. Võ Dao đối Diệp Thần vậy rất là thích. Liền thân mật dắt tay hắn. Hai người tay nắm tay, đi tinh nguyệt giới bên ngoài bay vút đi. Hai người tốc độ cực nhanh, sợ bị người ngăn trở. Vì đi đường, Diệp Thần triển khai hoang thần dực, hoang cổ cánh ở sau lưng hắn mở ra, dọc đường qua bầu trời, ở hoang cổ hơi thở xâm lược hạ, cũng hóa thành đen trắng màu sắc. Xanh thẳm trên bầu trời, liền xuất hiện một đạo đen trắng đường dài, thông suốt đồ, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần kéo Võ Dao tay, hoang thần dực cướp thiên mà qua, rất nhanh liền thấy tinh nguyệt giới biên thủy tinh bích hệ. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, hít sâu một hơi, luân hồi huyết mạch chấn động, liền muốn một kiếm rất miễn cưỡng chém ra biên thủy cấm chế, phá đánh ra. Thật ra thì dùng nhân hoàng thánh đao, phá cấm sẽ càng đơn giản hơn, trên đời không có bất kỳ bình phong che chở, có thể ngăn trở nhân hoàng đao mũi nhọn. Nhưng, nhân hoàng thánh đao cái loại này không chí bảo. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không sẽ vận dụng.
Dẫu sao, nếu như quá thường xuyên vận dụng nhân hoàng thánh đao, rất có thể sẽ đưa tới chí cao ý chí chú ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi bị chí cao ý chí phong tỏa khí cơ, lại phủ xuống nói, đó đúng là diệp thần ngày tận thế. Luân hồi chi chủ, nếu đã tới, cần gì phải vội vã phải đi. Ngay tại diệp thần muốn khua kiếm phá cấm thời điểm, một đạo âm lãnh thanh âm già nua, nhưng là đột ngột vang lên. Chỉ gặp hư không nứt ra, một cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, tôn quý uy nghiêm ông già xuất hiện. Vậy ông già hai tròng mắt như nhật nguyệt, cả người khí tượng muôn vàn, tiên hà thần hy nhô lên, quanh thân có một kiện kiện vô lượng thần khí xoay tròn, thần trung mộ cổ, đao kiếm thương kích, châu báu vàng bạc vân. Vân, tu vi hơi thở đã đạt tới vô lượng cảnh 7 tầng thiên sơ cấp, cực kỳ cường hãn. Lâm gia lão tổ, Lâm Khiếu Không. Diệp thần vừa nhìn thấy vậy ông già, gương mặt nhất thời hơi đổi. Vậy ông già cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ lại có thể nhận được lão phu, thật là lão phu thiên đại vinh hạnh. Hắn chính là Lâm Khiếu Không. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, vô lượng cảnh 7 tầng thiên sơ cấp, loại cấp bậc này cường giả, có thể nói là ngang qua thiên địa, ngạo thị vạn cổ vô địch. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, loại cấp bậc này cường giả, đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, coi như đem hết toàn lực, cũng không khả năng là cường giả loại này địch thủ. Trừ phi, là hoàn chỉnh rút ra nhân hoàng thánh đao. Nhưng lần trước, Diệp thần có thể nguyên vẹn rút ra đao, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, mượn gông xiềng chém hết khí vận thôi, là huyền diệu khó giải thích tình cảnh. Vậy dưới tình huống, Diệp thần tối đa rút ra đao một nửa, chỉ có một nửa thân đao, hiển nhiên khó mà chém ngược Lâm Khiếu Không này nhóm cường giả. Huống chi, nhân hoàng thánh đao mũi nhọn cùng danh tiếng, sớm sẽ theo Diệp thần chém ra đột phá, mà truyền khắp chư thiên vạn giới. Lâm Khiếu Không tự nhiên sớm có nghe, nhất định có phòng bị, không thể nào tùy tiện cho Diệp thần rút ra đao cơ hội. Luân hồi chi chủ, ngươi và ta tâm trái đất vực cố hương từng có sự giao hảo, ta tha ngươi một mạng, chính ngươi đoạn đi một cánh tay, ta có thể để cho ngươi rời đi. Lâm Khiếu Không đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp thần. Trên đất tim vực thời điểm, Diệp thần và Lâm gia rất có giao tình, phần giao tình này, Lâm Khiếu Không tự nhiên cũng biết. Cho nên, hắn cố niệm nhân quả, cũng không có nói muốn chém tận giết tuyệt, chỉ là muốn Diệp thần đoạn đi một cánh tay, hắn liền có thể thả người. Diệp thần cười ha ha một tiếng, nói, ngươi muốn ta tự hủy hoại tay chân, vậy cũng không bằng giết ta coi là. Lâm Khiếu Không sắc mặt trầm xuống, cả người thần hy nhô lên. So mặt trời nhức mắt hàng tỷ lần ánh sáng tách thả ra, thanh âm hắn vậy như sấm vậy nói, luân hồi chi chủ, người thật muốn ta không nhớ tình xưa, đối người chém tận giết tuyệt. Diệp thần nói, người nếu thật cố nhớ tình xưa, liền thả ta rời đi, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lần sau gặp lại chính là sống chết cừu địch. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần nhẹ nhàng sờ một cái trên ngón tay quấn quanh một cái cọng tóc. Đó là thiên nữ tặng cho hắn tơ tình. Hôm nay Lâm Khiếu Không ngăn trở, vạn phần hung hiểm, Diệp thần dự định nếu quả thật không hóa giải được nguy hiểm, liền triệu hoán thiên nữ hạ xuống. Lâm Khiếu Không hừ một tiếng, tức giận nói, cho ngươi thể diện ngươi không muốn, không nên ép lão phu động thủ, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Thanh âm rơi xuống, Lâm Khiếu Không bỗng nhiên bạo giết ra, một trưởng cuốn lên đầy trời cương phong, hung hăng hướng Diệp thần lướt đi. Diệp thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Chỉ cảm thấy Lâm Khiếu Không trưởng thế mạnh mãnh liệt, chân thực đến không thể tưởng tượng nổi bước, tuyệt không phải mình có thể chống lại. Hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là đứng ra, ngăn ở trước mặt hắn. Chính là Võ Giao. Võ Giao muội muội. Diệp thần theo bản năng kêu lên. Chỉ nghe ầm đích một tiếng, Lâm Khiếu Không trùng trùng một trường, khắc ở Võ Giao trên đầu vai. À! Tiếng kêu thảm vang lên. Nhưng phát ra gào thảm, cũng không phải là Võ Giao, mà là Lâm Khiếu Không. Hắn một trưởng in ở Võ Giao trên đầu vai, Võ Giao thân thể không nhúc nhích tí nào, chính hắn nhưng cảm thấy một hồi sơn hô hải khiếu vậy phản chấn, rất miễn cưỡng bị chấn động được xương cánh tay gãy nhào, che cánh tay, chật vật lui về phía sau, già nua gương mặt, đã bởi vì đau đớn mà vặn vẹo trắng bệch. Diệp thần ca ca, không có sao chứ. Võ Giao nhìn lại Diệp thần một mắt. Mắt đẹp bên trong tràn đầy ân cần. Diệp thần ngẩn ngơ, nói, Võ Giao muội muội, ngươi. Hắn tuy sớm biết,
Võ Giao thừa kế cựu Nhật chi chủ toàn bộ tu vi, tuy không thể phát huy, nhưng đan điền linh khí tích góp thâm hậu, đã đến vạn pháp bất xâm, mạnh mẽ vô địch bước. Nhưng hiện tại, hắn chính mắt nhìn thấy Võ Giao cứng rắn bị Lâm Khiếu không một chưởng, nhưng hồn như vô sự hình dáng, vẫn bị rung động đến. Lâm Khiếu không vậy ngập trời một chưởng, liền Võ Giao một cái chút nào mau cũng không đả thương được, ngược lại chính hắn bị chấn thương. Ngươi phải, Võ Giao tiểu thư. Ngươi là cựu Nhật chi chủ con gái, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Lâm Khiếu không kinh hãi vạn phần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Võ Giao, lại cũng không có mới vừa bình tĩnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người cũng đang phát run. Hắn mới vừa sự chú ý, một mực rơi vào Diệp Thần trên mình, không lưu ý đến Võ Giao tồn tại. Bây giờ thấy Võ Giao, Lâm Khiếu không mới phát hiện, Võ Giao khí tức trên người, là như vậy thanh thuần tường hòa, để cho người nhìn một cái, liền rời không ra ánh mắt, đó là thế gian nhất là từ bi hơi thở. Lâm Khiếu không tuyệt đối cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết từ bi chủ Võ Giao, lại có thể hồi phục, liền đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa, xem Võ Giao vậy thâm hậu linh khí nội tình, nàng hiển nhiên thừa kế cựu Nhật chi chủ toàn bộ lực lượng, thậm chí liền Lâm Khiếu không một kích toàn lực, đều không cách nào dung chuyển nàng chút nào. Phải biết, năm đó tranh bá chiến tranh, vậy chu diệt cựu Nhật chi chủ, là thập đại lão tổ toàn bộ liên hiệp. Cựu Nhật chi chủ cường hãn, đó là kinh thiên vĩ địa vậy mạnh mẽ, hùng bá toàn bộ cựu Nhật thời đại tồn tại, nếu như không phải là vạn khư thần điện ngang trời xuất thế, cựu Nhật chi chủ thậm chí có chứng đạo không không cơ hội. Cường hãn như vậy vĩ đại, như vậy vô địch tồn tại, cho Lâm Khiếu không để lại ấn tượng sâu đậm bóng mờ. Giờ phút này thấy Võ Giao, hắn tựa như thấy được cựu Nhật chi chủ bóng người, cả người một hồi sợ hãi run rẩy. Lão tiền bối, ngươi chính là Lâm gia lão tổ sao? Võ Giao bình tĩnh ôn hòa đánh giá Lâm Khiếu không, thanh thúy nói. Năm đó, các ngươi thập đại lão tổ, liên thủ giết chết ta phụ thân, à, trong thế gian tranh đấu, thật là tàn khốc. Ngươi nếu như chịu thành tâm hối cải, hướng ta phụ thân nói áy náy, ta có thể tha thứ ngươi. Võ Giao lưng đeo báo thù sứ mạng, nhưng nàng trời xanh từ bi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì khổ đại cừu thâm, nếu như kẻ địch chịu nói xin lỗi hối cải, nàng thậm chí có thể tha thứ. Lâm Khiếu không mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn từ trên xuống dưới Võ Giao, nhưng ánh mắt bén nhạy phát hiện, Võ Giao trong cơ thể tu vi hơi thở tuy mạnh, thậm chí không kém gì Vũ Hoàng cổ đế, nhưng nàng vẫn còn không tiêu hóa, không thể phát huy. Thấy vậy, Lâm Khiếu không tâm thần thoáng bình tĩnh, nói, Võ Giao tiểu thư, ngươi tránh ra, ta chỉ giết luân hồi chi chủ, cùng ngươi không liên quan. Hắn nói chuyện lúc đó, không dám nhìn thẳng Võ Giao ánh mắt. Bởi vì Võ Giao trong mắt, mang thế gian nhất là trí thiện, nhất là từ bi cảm tình, cho dù là Lâm Khiếu không này cùng đã trải qua sát phạt cường giả, cũng không dám nhìn thẳng, sợ bị ảnh hưởng đến đạo tâm. Võ Giao giang hai cánh tay, để bảo toàn Diệp Thần, hướng Lâm Khiếu không nói, ta không cho phép ngươi tổn thương Diệp Thần ca ca, ngươi thật ra thì cũng không nhất định muốn giết người có phải hay không. Nếu không, ngươi ngẩng đầu nhìn ánh mắt ta, trả lời ta. Lâm Khiếu không nào dám ngẩng đầu, hừ một tiếng, nói, Võ Giao tiểu thư, đây là ta cùng luân hồi ân oán, ngươi không nên nhúng tay, cựu Nhật nhân quả, đã yên lặng, liền để cho nó một mực yên tĩnh lại đi, ngươi làm sao đắng suy nghĩ gì báo thù. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Khiếu không bỗng nhiên rút ra trường kiếm, vòng qua Võ Giao, một kiếm hướng Diệp Thần chém chết đi. Kiếm một, Thiên Lý Tuyết. Quát to một tiếng, Lâm Khiếu không trường kiếm cuộn sạch. Kiếm khí nổ tung, cuốn lên ngàn đống tuyết, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, thiên địa xuất hiện phiến phiến băng hoa. Hắn một kiếm này, liền giống như là cuốn lên ngàn dặm gió tuyết, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần tập sát đi. Diệp Thần khí huyết kinh mạch, ở đó gió tuyết kiếm khí bao phủ hạ, cũng là xuất hiện động lại. Hắn kinh hãi nhìn một kiếm kia, nhất thời bắt được vô số thiên cơ, cả kinh nói. Kiếm pháp này, là ta luân hồi nhất mạch kiếm pháp. Diệp Thần chỉ cảm thấy Lâm Khiếu không một kiếm này, cùng luân hồi nhất mạch có đặc biệt thâm hậu nhân quả. Kiếm pháp kia, nhất định là từ luân hồi bên trong ra đời, có trảm thiên cuốn đất đại uy thế. Lâm Khiếu không hì hì cười nhạt một tí, cũng không trả lời, chỉ là khua kiếm cuốn lên gió tuyết, chém về phía Diệp Thần. Này, ta nói hết rồi, không cho phép ngươi tổn thương Diệp Thần ca ca. Võ Giao thấy Lâm Khiếu không còn muốn động thủ, bĩu môi. Trên mặt lộ ra vẻ không vui,
lắc mình một cước, lại ngăn ở Diệp Thần trước người. Xuy xuy xuy, đầy trời gió tuyết kiếm khí, xen lẫn vô cùng ác liệt hơi thở, hung hăng chém ở Võ Giao thân thể mềm mại trên. Nhưng, Võ Giao đan điền linh khí tích lũy, chân thực quá thâm hậu, nàng hơi thở phòng ngự, cơ hồ là thế gian vô địch, vậy đầy trời gió tuyết kiếm khí, chém ở trên người nàng, liền như châu đất xuống biển, liền nàng quần áo đều không từng thương tổn đến chút nào. Lâm Khiếu không kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, xem quái vật vậy nhìn Võ Giao. Thời khắc này Võ Giao, cũng đích xác là quái vật yêu nghiệt, nàng thừa kế cựu Nhật chi chủ tu vi, nội tình quá thâm hậu. Dõi mắt chư thiên vạn giới, có thể thương tổn tới nàng người, sẽ không vượt qua 5 cái. Cái này 5 cái trong đám người, tự nhiên không bao gồm Lâm Khiếu không. Diệp Thần thấy Võ Giao kinh khủng kia linh khí phòng ngự, cũng là kinh hãi. Lâm Khiếu không kiếm khí, đủ để đem hắn cắn nát ngàn vạn lần, nhưng lại không thể tổn thương Võ Giao đinh điểm, có thể gặp Võ Giao đạo pháp nội tình, có bao nhiêu thâm hậu kinh khủng. Đáng tiếc là, phần này nội tình, hôm nay chỉ có thể dùng làm bị động phòng ngự, Võ Giao muốn chủ động đánh ra, nhưng là tuyệt đối không thể, nàng vẫn không thể phát huy những thực lực này. Nếu không, nàng một chiêu liền có thể chế trụ Lâm Khiếu không, vậy không tới phiên hắn tiếp tục ra tay. Võ Giao tiểu thư, người tránh ra cho ta. Lâm Khiếu không kinh hoàng tức giận, lần nữa khua kiếm giết ra, lại đi vòng Võ Giao, đuổi theo giết Diệp Thần. Diệp Thần di chuyển lén lút tránh né, Võ Giao vậy liền đứng ra, bảo vệ Diệp Thần. Nhưng, nàng cuối cùng không thể phát huy trong cơ thể thực lực, dựa hết vào bị động phòng ngự, sớm muộn không theo kịp Lâm Khiếu không động tác, một khi nàng phòng vệ hơi có bất ngờ, Diệp Thần liền nguy hiểm. Lâm Khiếu không, ngươi không nói võ đức, ta ghét ngươi. Võ Giao dậm chân, phẫn hận cắn môi một cái, mắng một tiếng. Có thể để cho nàng cái này từ bi chủ mắng ra tiếng, cũng có thể gặp Lâm Khiếu không quá phận. Dẫu sao, Lâm Khiếu không là vô lượng cảnh siêu cấp cao thủ, cường giả loại này, nhưng hoàn toàn không để ý quy tắc, tự mình kết quả muốn giết Diệp Thần, không khỏi quá mức vô sỉ một chút. Lâm Khiếu không tự biết đối lý, cũng không có mở miệng phản bác, im lặng khua kiếm liền đâm ra, chỉ muốn vòng qua Võ Giao phòng vệ, giết chết Diệp Thần. Diệp Thần đã thuộc về vô cùng hung hiểm tình cảnh, nhiều lần thiếu chút nữa bị Lâm Khiếu không giết chết, có một lần thậm chí đã bị hắn trường kiếm đâm trúng. Thật may ở sống chết trước mắt, Diệp Thần trên ngón tay tơ tình, phát huy tác dụng, thay hắn ngăn trở vậy sống chết nhất kích. Nhưng tơ tình có thể ngăn cản một lần, không ngăn được lần thứ hai. Võ Giao cũng cảm nhận được nguy hiểm, nói, Diệp Thần ca ca, người đi trước, ta lưu lại ngăn lại hắn. Võ Giao vung tay lên, linh khí hội tụ, hóa thành một đạo ngọc phù, rơi vào Diệp Thần trong tay. Ngọc phù này, bên trong thừa tái sử thi thế giới tọa độ. Sử thi thế giới, chính là cựu Nhật bảo tàng ở địa phương đó. Diệp Thần một bắt được ngọc phù, liền cảm ứng được sử thi thế giới tọa độ. Hiển nhiên, Võ Giao là muốn để lại, thay Diệp Thần kéo Lâm Khiếu không. Mà Diệp Thần, thì một mình đi tìm bảo tàng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn cho tới bây giờ chưa từng đi sử thi thế giới, nếu như không có Võ Giao dẫn đường, hắn muốn tìm bảo tàng, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Chỉ là, hôm nay có Lâm Khiếu không ngăn trở, hắn muốn Võ Giao cùng nhau rời đi, đã không thể nào. Tiên Pháp, Ngọc Ký mở linh. Võ Giao đầu ngón tay một nặn quyết, từng đạo linh phù Ngọc Ký tách thả ra, hóa thành một vùng thế giới nhỏ, đem nàng và Lâm Khiếu không, cũng bao phủ đi vào. Nàng không thể phát huy nhiều ít thực lực, cái này vùng thế giới nhỏ, giòn yếu ớt quá, Lâm Khiếu không một đầu ngón tay, liền có thể đâm bể. Nhưng bị bao phủ vào Lâm Khiếu không, nhưng là rên lên một tiếng, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, trấn thủ tâm thần, cũng không dám có động tác gì. Bởi vì ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, tràn đầy Võ Giao tử bi ý chí, ở đó tử bi ý chí dưới ảnh hưởng, Lâm Khiếu không trong lòng sát khí, có thể đều phải bị rửa sạch. Hắn cũng không muốn đạo tâm của mình, bị Võ Giao ảnh hưởng, cho nên lập tức ngồi xếp bằng, gắt gao coi giữ tâm thần, nhưng cũng không có sức lại đuổi giết Diệp Thần. Võ Giao tiểu thư, người cứng rắn muốn vây khốn ta, chờ ta đi ra, ta cũng không khách khí. Lâm Khiếu không ý chí chấn động, phát ra thanh âm tức giận. Hừ, người không khách khí, vừa có thể như thế nào? Ta coi như đứng cho người đánh, người có thể tổn thương được ta sao? Võ Giao hừ lạnh một tiếng, cũng là không chút khách khí hồi oán hận.
Lâm Khiếu không khí nhanh hơn hộc máu, nhưng vậy không thể làm gì, thậm chí tâm thần cũng thiếu chút nữa thất thủ, cấp được hắn vội vàng nhắm lại đôi mắt, ổn định đạo tâm. Võ Giao quay đầu hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, người đi mau. Đợi tìm được bảo tàng, người trở lại tìm ta, ta và Nhược Tuyết tỷ tỷ chờ ngươi. Diệp Thần thấy vậy, cũng là nhanh chóng làm xong quyết định, gật đầu nói, Võ Giao muội muội, đa tạ. Vậy ta đi trước. Võ Đao ừ một tiếng, hơi có chút không thôi, nói, một đường thuận gió, ngươi cẩn thận một chút, ta bắt được thiên cơ, hôm nay xử thi thế giới, có lẽ cũng không bình tĩnh. Diệp Thần nghe được Võ Giao mà nói, trong lòng rét một cái. Chẳng lẽ xử thi thế giới, có biến cố gì? Theo cựu Nhật chi chủ mà nói, năm đó xử thi thế giới, không người biết ở phương nào, chỉ có một mình hắn biết được. Vậy xử thi thế giới bên trong, cũng không có ai loại tồn tại. Nhưng hiện tại, Võ Giao nhưng đặc biệt cảnh cáo, xử thi thế giới cũng không bình tĩnh. Chẳng lẽ chỗ đó, đã có người ngoài xâm nhập? Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, còn an toàn không? Diệp Thần một hồi cảnh giác, cũng biết muốn tìm bảo tàng, tuyệt không phải chuyện dễ. Võ Giao muội muội, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lập tức, Diệp Thần chính là hướng Võ Giao tạm biệt, vùng ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm bổ ra tinh nguyệt giới thế giới tinh bích hệ, phá giết ra. Diệp Thần ca ca, người nhất định phải bình an trở về. Võ Giao nhìn Diệp Thần rời đi bóng người, buồn bã mất mát. Diệp Thần rời đi tinh nguyệt giới, ra đi ra bên ngoài, người trôi lơ lửng ở một mảnh hỗn độn trong hư không. Hắn trước mắt, liền là cả thái thượng thế giới khí tượng, thang trời kiểu thế giới, tầng tầng đi lên chồng lên, không biết có nhiều ít ngàn vạn tầng, mỗi một tầng thế giới cũng mênh mông như vũ trụ. Người đứng ở nơi này cái trời thang thế giới trước mặt, thật là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé, so một viên bụi bặm còn muốn nhỏ bé trăm triệu tỷ gấp vạn lần. Cho dù mạnh như vũ hoàng cổ đế, cũng không thể thăm dò cái này thang trời thế giới toàn bộ bí ẩn, bởi vì vậy từng tầng một thế giới chồng lên, số lượng thực ra quá nhiều, nhất định chính là thiên thiên vạn vạn cái, trăm triệu 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 cái vô cùng vũ trụ, thế giới hiện thật lại người cường đại, cũng không khả năng thăm dò hầu như không còn. Sử thi thế giới, liền núp ở trong đó. Nếu như không có rõ ràng tọa độ, căn bản không có thể tìm được. Diệp Thần cầm Võ Giao cho hắn ngọc phù, ngưng thần cảm ứng, rất nhanh bắt được sử thi thế giới tọa độ tồn tại, thân hình thoát một cái, biến dạng hư không, liền lập tức đi sử thi thế giới chạy tới. Hy vọng ta có thể thuận lợi tìm được bảo tàng, bắt được thiên võ ngọa long kinh, bắt được tất cả bảo vật. Diệp Thần nghĩ thầm, chỉ muốn mau sớm đạt được bảo tàng, sau đó trở về cùng Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết các người đoàn tụ. Suy rồi. Hư không biến dạng, Diệp Thần chính là xuất hiện ở một phiến thế giới biên thùy. Nơi này chính là sử thi thế giới sao? Diệp Thần ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp mảnh thế giới này, mênh mông vô biên, một mắt không thấy được cuối. Mảnh thế giới này vị diện bên trong, quy luật cũng là thật lớn, cho người cảm giác đầu tiên, chính là to lớn. Mỗi một dãy núi, cũng liên miên mấy tỷ bên trong. Có một bụi cây cối, thông thiên sừng sững, cắm thẳng vào đám mây, không biết cao bao nhiêu. Còn có một con sông, mênh mông canh canh, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, muốn thiên quân cường giả, mới có thể bay sang đi qua. Bên trong nước sông, ùng ùng chấn động, lực trùng kích cường hãn dị thường, có thể so với phổ thông thiên quân nhất kích. Nước chảy bên trong, lại có tất cả loại to lớn quái vật, như rồng như cá, ở bên trong dạo chơi, tràn ra kinh khủng hơi thở. To lớn như vậy thế giới, người nếu là đạp tiến vào, liền giống như một cái nhỏ người, lầm vào người khổng lồ đế quốc. Diệp Thần trước kia đã gặp thế giới, cùng cái thế giới này so sánh, đều giống như là bỏ túi thế giới nhỏ. Diệp Thần trong lòng chỉ có thán phục, sử thi, đây mới thật là sử thi. Vạn thế sử thi, thiên cổ truyền kỳ, đều không cách nào viết mảnh thế giới này hùng vĩ. Bầu trời bên trong, thỉnh thoảng còn có to lớn chim lướt qua, cánh che khuất bầu trời, đem một phiến to lớn mặt đất bản khối, toàn bộ bao phủ ở, mạnh mẽ rực cánh chấp động, cuốn lên mưa gió, sợ là có thể đạp chết thông thường thiên quân. Diệp Thần kinh tâm không thôi, cái này phiến sử thi thế giới, lớn lạ thường. Vậy nguy hiểm lạ thường. Vậy rất nhiều chim mãnh thú, cũng có lực lượng mạnh mẽ, có thể giết như chết thiên quân. Như vậy lực lượng mạnh mẽ, dĩ nhiên là xuất xứ từ sử thi kính. Sử thi kính, chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí,
liền chôn giấu ở sử thi thế giới địa mạch bên trong. Chính là bởi vì có sử thi kính linh khí bồi bổ, cái này cái vị diện, quy luật mới như vậy thật lớn, bên trong sinh vật mới mạnh mẽ như vậy khủng bố. Cựu Nhật chi chủ đem bảo tàng chôn ở bên trong, thật là vô cùng an toàn, đừng nói người ngoài không biết tọa độ, coi như thật tìm tới, đối mặt sử thi thế giới các loại hung thú, tự cố còn không hạ, nơi nào còn có dư lực, đi tìm bảo tàng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vậy là không dám khinh thường, sử dụng nhân đồ thánh bôi, bảo vệ được thân thể, liền muốn bước vào sử thi thế giới bên trong, đi tìm cựu Nhật bảo tàng. Nhưng mà, làm Diệp Thần đến gần sử thi thế giới thời điểm, chặn một cái hoa lệ tinh bích xuất hiện, như bình chướng vậy, ngăn trở Diệp Thần bước chân. Vậy trận tinh bích phía trên, nhấp nhô màu tím cấm chế phủ văn, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, lại thấm ra vẻ nguy hiểm hơi thở, tựa hồ đang cảnh cáo mọi người, ai dám xông vào, ai đó là một con đường chết. Ồ, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lại không nghĩ rằng cái này phiến sử thi thế giới, còn có cấm chế tinh bích bảo vệ. Muốn đi vào, chỉ có đánh vỡ tầng này tinh bích. Diệp Thần sờ sờ một cái, chỉ cảm thấy tầng kia tinh bích, vững chắc lạ thường, tựa hồ không cách nào dung chuyển, so với tinh nguyệt giới không gian phong tỏa bình phong che chở, còn muốn vững chắc gấp trăm ngàn lần. Là ai bố trí cấm chế? Cái này sử thi thế giới bên trong, quả nhiên có người. Diệp Thần một hồi ngưng trọng, rút ra luân hồi thiên kiếm, hung hăng chém một cái. Chanh! Kiếm phong chém vào cấm chế tinh bích phía trên, va chạm ra dày đặc tia lửa. Tinh bích trên chỉ ra hiện một cái nhàn nhạt vệt trắng, không có chút nào hư hại dấu hiệu. Lấy Diệp Thần luân hồi thiên kiếm mũi nhọn, lại vậy không cách nào phá vỡ cái này tinh bích chút nào. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, muốn phá vỡ cấm chế này tinh bích mà nói, chỉ có thể là không tiếc giá phải trả, vận dụng nhân hoàng thánh đao. Lại có thể như vậy vững chắc. Diệp Thần chau mày, sợ vậy lạnh như băng tinh bích, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Luân hồi chi chủ, người muốn đi vào sao? Ngay vào lúc này, Diệp Thần nghe được một giọng già nua vang lên. Ai? Diệp Thần chân mày cau lại, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp sau lưng có một cái ông già, biến dạng hư không hạ xuống. Cái này ông già, khuôn mặt hòa ái, trên mình cũng không có chút nào sát khí, hiển nhiên không có ác niệm. Nếu như hắn có sát khí nói, coi như hắn xa ở hàng tỷ ngoài dặm, Diệp Thần cũng có thể bắt được, không thể nào xem mới vừa rồi như vậy. Không có chút nào phát hiện. Luân hồi chi chủ, chớ có kinh hoàng, lão phu sinh tuyệt thiên, là thư của ngươi đồ. Ông già nói lên tên họ, hướng Diệp Thần chắp tay, thái độ khiêm nhường hết sức. Sinh tuyệt thiên, ta tín đồ. Diệp Thần một hồi kinh nghi, ông lão tên chữ có chút cổ quái, mà càng cổ quái, là hắn tự xưng là luân hồi tín đồ. Lão phu đến từ quỷ vương giới sinh tử điện, không biết luân hồi chi chủ. Có thể từng nghe qua quỷ vương giới chỗ này. Tự xưng kêu sinh tuyệt thiên ông già, giọng như cũ khiêm tốn. Quỷ vương giới. Diệp Thần nghe được cái thế giới này tên chữ, nội tâm chấn động một cái, trong loáng thoáng, bắt được cùng luân hồi tương quan thiên cơ. Là luân hồi sáu giới một trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền có thể xác định, vậy quỷ vương giới, chính là luân hồi sáu giới một trong, là chí cao ý chí, vì mai táng luân hồi mà sáng lập. Đúng vậy. Sinh tuyệt thiên gật đầu nói. Diệp Thần đánh giá sinh tuyệt thiên, gặp đối phương đích xác không có ác ý, liền nói, luân hồi sáu giới, là vì mai táng luân hồi mà sáng lập, ngươi nhưng đối với ta không có sát ý, thậm chí còn là ta tín đồ, đứng ở ta trận doanh bên này. Luân hồi sáu giới bên trong, Diệp Thần đã đi qua địa ngục giới và chúng sinh giới. Chẳng lẽ vậy quỷ vương giới, cũng cùng chúng sinh giới Phật tổ như nhau? Công khai vi phạm chí cao ý chí sứ mạng, ngược lại đổ mâu màng bái luân hồi. Sinh tuyệt thiên thở dài một cái, nói ta sinh tử điện, đích xác là hướng tới luân hồi trật tự, nhưng quỷ vương giới, hôm nay nhưng vẫn vâng chịu mai táng luân hồi sứ mạng. Diệp Thần nói, đây là vì sao? Sinh tuyệt thiên thở dài nói đến nói dài. Diệp Thần nói, vậy thì nói tóm tắt. Sinh tuyệt thiên hơi trầm ngâm một hồi, cuối cùng chính là nói, đơn giản mà nói. Là quỷ vương giới có hai thế lực lớn, một cái là ta sinh tử điện, một cái khác kêu man hoang thánh điện. Ta sinh tử điện, ngưỡng mộ luân hồi. Nhưng man hoang thánh điện, kiên quyết tuân theo cái gọi là chí cao sứ mạng, quyết ý muốn mai táng luân hồi. Hai nhà chúng ta thế lực, ở triệu năm trước bùng nổ mâu thuẫn, ta sinh tử điện không địch lại,
cuối cùng bị buộc chạy ra khỏi quỷ vương giới, ở bên ngoài mai danh ẩn tính. Mà quỷ vương giới thiên mệnh, thì như cũng bị man hoang thánh điện chấp trưởng, bọn họ quyết ý muốn giết ngươi. Diệp thần nghe xong Sinh Tuyệt Thiên mà nói, bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên, theo dõi đến quỷ vương giới thiên cơ. Lấy Sinh Tuyệt Thiên lời nói làm đầu mối, Diệp thần âm thầm suy diễn, quả nhiên mơ hồ tới giữa, dòm ngó thấy năm đó Sinh Tử Điện và Man Hoang Thánh Điện chiến tranh, vậy thì thật là máu chảy thành sông, đầu người lăn lăn, chết không biết biết bao thảm thiết. Đó là tín niệm tranh đấu. Một khối, là ngưỡng mộ luân hồi trật tự. Bên kia, là tuân theo chí cao sứ mạng. Hai bên cũng cho rằng, con đường của mình, mới là chính xác nhất tồn tại, vì vậy bùng nổ tín niệm tranh, so với giống vậy tài nguyên tranh đấu, muốn mãnh liệt tàn khốc rất nhiều, không tồn tại lưu lại tù binh có thể, chỉ cần bắt kẻ địch, đó chính là giết. Sinh Tử Điện cuối cùng sa sút, chỉ có thể bị buộc chạy trốn. Hôm nay, Sinh Tử Điện đã tịch mịch, nhưng bọn họ dẫu sao là luân hồi tín đồ, năm đó cũng là vì luân hồi mà chống lại. Diệp thần ở suy diễn rõ ràng tất cả sau đó, nhìn về Sinh Tuyệt Thiên ánh mắt, cũng là nhu hòa rất nhiều, thậm chí nhiều hơn một chút cung kính. Dẫu sao, đối phương cũng từng, là luân hồi mà chết đấu qua. Ho, lão phu năm đó, vậy từng đẫm máu chiến đấu hăng hái, lưu lại cả người tổn thương, đã từng ta là thiên quân, nhưng ở vậy trận sau khi chiến tranh kết thúc, ta thực lực, chỉ còn lại trăm gia cảnh không tới. Sinh Tuyệt Thiên ho khan hơi thở, gương mặt một hồi trắng xám. Diệp thần có thể cảm giác được, hắn tạng phủ nội thương rất nặng, đan điền vậy hư hại nghiêm trọng, những thứ này nghiêm trọng tổn thương, thậm chí lấy hắn y thuật, đều không thể chữa. Dừng một chút, Diệp thần lại có chủ ý, nói tiền bối, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ta liền phong ngươi là lục huyết thiên quân, ngươi vừa ngưỡng mộ luân hồi, vậy sau này ngươi chính là ta hộ pháp tiên nhân. Trong lúc nói chuyện, Diệp thần bàn tay vung ra, như quân vương thiên hiến hạ xuống, một cổ luân hồi kim quang, bao phủ lại Sinh Tuyệt Thiên. Sinh Tuyệt Thiên hơi thở, đang nhanh chóng bạo tăng, hắn đã từng bởi vì chiến tranh mà rơi xuống tu vi, nhanh chóng khôi phục. Ngay chớp mắt, hắn liền khôi phục được thiên huyền cảnh đỉnh cấp tiêu chuẩn, trên mình tràn ra thiên quân vị cách cùng uy nghiêm, các loại đại lộ quy luật vần quanh, thanh thế thật lớn. Sinh Tuyệt Thiên ngơ ngác cảm thụ mình biến hóa, Diệp thần miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, nói muốn để hắn trở thành thiên quân, hắn thì thật khôi phục thiên quân đỉnh cấp tu vi, cả người thương thế vậy toàn bộ hết bệnh. Sinh Tuyệt Thiên kinh hãi, tại chỗ liền kinh hãi, vô cùng kinh hoàng ngưỡng mộ hướng Diệp thần quỳ xuống, bình bịch bịch thẳng gõ vang đầu, nói. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là thần thông quảng đại, miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy, vô địch thiên hạ. Đa tạ người thủy ban cho ân từ, sắc phong lão phu vô cùng cảm kích. Diệp thần khẽ mỉm cười, thật ra thì hắn sắc phong thiên quân, vậy không phải là người nào đều có thể sắc phong. Đối phương nhất định phải luân hồi quan hệ mật thiết, hơn nữa phải tuyệt đối thờ phượng luân hồi. Sinh Tuyệt Thiên đã từng là luân hồi tử chiến qua, hơn nữa vậy đủ thành kính, hắn có tư cách tiếp nhận Diệp thần sắc phong. Tiền bối không cần đa lễ, người trước đứng lên, sau này mọi người liền là bạn. Diệp thần đem Sinh Tuyệt Thiên đỡ lên, vậy Sinh Tử Điện tuy tịch mịch, nhưng dẫu sao vậy lưu lại một chút nội tình, nếu là có thể mời chào, tự nhiên có thể hơn một phần trợ lực. Sinh Tuyệt Thiên nội tâm cảm kích, cả người cũng đang phát run, hắn nơi nào nghĩ đến, mình ngày hôm nay lần đầu tiên gặp Diệp Thần, có được thiên đại ban phúc, khôi phục thiên quân tu vi, đơn giản là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền hỏi, đúng rồi, tiền bối, ngươi làm sao biết ta đi tới nơi này? Sinh Tuyệt Thiên nói, luân hồi cùng từ bi du ngoạn thái thượng, kích động thiên cơ, rất nhiều thế lực cũng bắt được. Ta Sinh Tử Điện theo dõi xem bói. Bởi vì cùng luân hồi quan hệ mật thiết, trời tội nghiệp, cho nên liền thấy được tôn chủ ngươi chỗ. Lần này theo dõi, thật sự là vì tôn chủ an nguy lo nghĩ, tuyệt không phải tận lực tiếm quyền, xin tôn chủ minh xem kỹ. Vừa nói liền khom người xin lỗi. Diệp thần gật đầu một cái, nói, không sao. Hắn hành tung, nếu như người ngoài có mang địch ý, là không thể nào tùy tiện theo dõi đến, luân hồi huyết mạch có độc đáo bảo vệ chỗ. Xem Sinh Tử Điện như vậy. Là ôm thiện ý, mới có thể suy diễn đến Diệp thần tung tích chỗ. Ta có cái gì an nguy? Chẳng lẽ cái này sử thi thế giới bên trong, thật ẩn núp có hung hiểm gì? Diệp thần lại có chút hiếu kỳ hỏi.
Từ cựu Nhật thời đại, thẳng đến hiện tại, năm tháng quá rất xưa, sử thi thế giới xuất hiện biến hóa gì, cũng không hiếm lạ. Tôn chủ nhưng mà đi tìm một chút cựu Nhật bảo tàng. Sinh Tuyệt Thiên hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một tí, cuối cùng vậy không giấu giếm, nói, đúng vậy. Sinh Tuyệt Thiên là luân hồi tín đồ, hơn nữa tuyệt đối thành kính, ngược lại cũng không cần tận lực giấu giếm cái gì. Sinh Tuyệt Thiên sờ một cái râu, trong mắt híp lại, xuyên thấu qua vậy thế giới tinh bích, ngắm nhìn phía trước thật lớn sử thi thế giới, giọng đột nhiên đổi được thê lương, nói. Tôn chủ có chỗ không biết, cái này sử thi thế giới rất nguy hiểm, vậy thần khí sản sinh ra khí linh. Diệp Thần kinh nghi nói, cái gì thần khí? Khí linh. Sinh Tuyệt Thiên nói, trong truyền thuyết vô vô thần khí, sử thi kính, liền núp ở mảnh thế giới này địa mạch phía dưới. Từ cựu Nhật chi chủ, đem bảo tàng chôn ở chỗ này sau đó, vậy sử thi kính cũng nhận được cơ duyên có phúc, sản sinh ra trí khôn, cũng chính là khí linh, được gọi là sử thi thiên quân. Diệp Thần ngạc nhiên nói, sử thi thiên quân. Sinh Tuyệt Thiên nói, không sai. Vậy sử thi thiên quân, đem cựu Nhật bảo tàng, coi vì mình tư sản độc chiếm. Không cho phép người ngoài chấm mút, tôn chủ ngươi muốn cướp lấy bảo tàng, trừ phi là trước hết giết sử thi thiên quân. Vậy sử thi thiên quân thực lực, cực kỳ đáng sợ, tương đương với thiết phương tọa khí linh, hắn theo dõi đến thiên cơ, biết tương lai luân hồi chi chủ, sẽ tới tìm bảo, cho nên hắn đối ngươi định ý cực sâu. Diệp Thần nghe đến chỗ này, một hồi cười khanh khách không nói. Hắn nơi nào nghĩ đến, trong truyền thuyết sử thi kính, lại có thể sản sinh ra khí linh. Được gọi là sử thi thiên quân, thậm chí muốn chiếm đoạt bảo tàng, cự tuyệt người ngoài chấm mút. Sử thi thiên quân có cường hãn dường nào, Diệp Thần còn không gặp qua, nhưng nếu Sinh Tuyệt Thiên đều nói, vậy sử thi thiên quân chính là thiết phương tọa khí linh vậy tồn tại, vậy dĩ nhiên là không thể khinh thường. Vì đánh bại thiết phương tọa, Diệp Thần là hao phí cực lớn khí lực, hơn nữa cuối cùng còn dựa vào một chút may mắn. Nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp, hắn có thể hoàn chỉnh rút ra nhân hoàng thánh đao, căn bản không thể nào đánh bại thiết phương tọa. Nghĩ như vậy tới, muốn giết chết vậy sử thi thiên quân, thu phục bảo tàng, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Trong thoáng chốc, Diệp Thần vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hạ Nhược Tuyết đang bế quan độ kiếp, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm cướp lấy bảo tàng, trở về cùng Hạ Nhược Tuyết, võ giao các người đoàn viên, nhưng bây giờ nhìn lại, không giải quyết cái đó sử thi thiên quân mà nói. Hắn căn bản không có thể bắt được bảo tàng. Bất kể như thế nào, ta muốn tiến vào trước sử thi thế giới nói sau, tiền bối có thể có biện pháp. Diệp Thần nhìn trước mặt vững chắc cấm chế tinh bích, nhưng là một hồi gặp khó khăn. Hắn không muốn tùy tiện vận dụng nhân hoàng thánh đao, nhưng trừ nhân hoàng thánh đao bên ngoài, hắn không có những biện pháp khác, có thể phá giết đi vào. Sinh Tuyệt Thiên nói, vì chiếm đoạt bảo tàng, sử thi thiên quân củng cố thế giới tinh bích phong tỏa. Người ngoài cơ hồ không thể nào cưỡng ép xông phá đi vào, trừ phi là có sử thi thiên quân đặc biệt phát chìa khóa. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, người có chìa khóa. Sinh Tuyệt Thiên nói, lão phu không có, nhưng lão phu có một người bạn, hắn có chìa khóa, chỉ cần tôn chủ ngươi tự mình ra mặt, hắn khẳng định sẽ cho, hắn cũng là luân hồi tín đồ. Diệp Thần thấy được hy vọng, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhưng chợt lại có chút hiếu kỳ. Hỏi, vậy sử thi thiên quân, vì sao phải phát cái gì chìa khóa? Hắn không phải là không muốn để cho người ngoài bước vào sao? Sinh Tuyệt Thiên trầm giọng nói, vậy sử thi thiên quân, âm hiểm ngạt rất độc, hắn bí mật phát ra một nhóm chìa khóa, thần bí triệu hoán một nhóm cường giả, tiến vào sử thi thế giới, ngoài mặt nói muốn cùng nhau khai thác bảo tàng, nhưng trong thực tế, hắn là vì chiếm đoạt những cường giả kia sinh mạng máu tươi, bày ra tử cục. Những cái kia bị chọn cho đòi người. Hào hứng đi vào, kết quả phần lớn người, bị sử thi thiên quân giết chết, ăn được xương đều không còn dư lại, ta vị bằng hữu kia, may mắn chạy trốn ra ngoài, hướng ta kể cái này cọc bí mật, vậy chìa khóa hắn còn giữ. Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này sử thi thế giới, sau lưng còn có một đoạn như vậy đáng sợ chuyện cũ. Vậy xem ra cái này sử thi thế giới, thật là rất nguy hiểm. Diệp Thần ngưng trọng nói. Tôn chủ, vậy ngươi còn muốn đi vào sao? Sinh Tuyệt Thiên hỏi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn xem phía trước vậy một phiến to lớn sơn hà, nói, dĩ nhiên phải đi, ta gió to sóng lớn gì không gặp qua. Tổng không thể chỉ như vậy bị giật mình. Sử thi thế giới tuy nguy hiểm, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, hắn gông xiềng chém hết, có đại khí vận thêm thân,
hắn mong muốn bảo tàng, cũng không ai có thể cướp đi. Tiền bối, người vị bằng hữu kia ở nơi nào? Diệp Thần lại hỏi, hắn chỉ muốn mau sớm đạt được chìa khóa, mở ra sử thi thế giới tinh bích cấm chế, trực tiếp bước vào đi. Sinh Tuyệt Thiên nói, ta vị bằng hữu kia, kêu Phượng Bầu Trời Minh Mông, là năm đó quỷ vương giới Phượng gia lão tổ, bởi vì cùng Man Hoang Thánh Điện tranh đấu, vậy đi theo ta cùng nhau chạy nạn liền đi ra, né tránh đuổi giết. À, vậy Man Hoang Thánh Điện sau lưng, có chí cao ý chí chống đỡ, quả thực khó đối phó. Diệp Thần nghe được chí cao ý chí bốn chữ, liền nghĩ tới ngày xưa ở chúng sinh giới đã gặp gương mặt người chết kia, trong lòng một hồi dè chừng và sợ hãi cẩn thận, sau đó lắc lắc đầu nói, những thứ này tranh đấu, ngược lại cũng không cần gấp nhất thời, hiện tại trọng yếu nhất là tiến vào sử thi thế giới, tìm được bảo tàng. Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, hắn hiện tại gông xiềng chém hết, cần số lớn tài nguyên tu luyện, mới có thể chân chính phát huy ra chém ra hiệu quả, để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đan dược thông thường và thiên tài địa bảo, đối Diệp Thần tác dụng đã chừng mực, chỉ có cựu Nhật chi chủ bảo tàng, còn có bên trong thiên võ ngọa long kinh, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến bộ. Cũng chỉ có thực lực mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể đối mặt kế tiếp kẻ địch. Sinh Tuyệt Thiên nói, tôn chủ, vậy sử thi thế giới hung hiểm trùng trùng, người tuy có đại khí vận che chở, phàm là chuyện tóm lại vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ta có một bản kiếm phổ, có lẽ có thể tăng lên ngươi thực lực. Ngay lúc nói chuyện, Sinh Tuyệt Thiên móc ra một bản cổ xưa điển tịch, trang sách đều đã ố vàng, bìa in Trảm Thiên Cửu Kiếm bốn chữ to. Diệp Thần nhìn vậy Trảm Thiên Cửu Kiếm bốn chữ, đầu ông tác hưởng, thật giống như có trí nhớ gì hồi phục vậy, đó là xuất xứ từ hắn luân hồi huyết mạch, cổ xưa truyền thừa trí nhớ. Diệp Thần kinh ngạc nói, đây là cái gì kiếm phổ? Trảm Thiên Cửu Kiếm. Sinh Tuyệt Thiên đem kiếm phổ đưa cho Diệp Thần, nói tôn chủ mời xem. Đây chính là luân hồi nhất mạch, cổ xưa tương truyền Trảm Thiên Cửu Kiếm, cũng không phải là sức người sáng chế, mà là luân hồi tạo hóa thành. Diệp Thần nhận lấy kiếm phổ, mở ra vừa thấy, chỉ gặp kiếm phổ phía trên, thu ghi trước một môn đặc biệt ác liệt thâm ảo kiếm pháp, một kiếm một thức, kiếm khí sắc bén, cơ hồ muốn phá ra tờ giấy, thậm chí gai được Diệp Thần cặp mắt đều có điểm phát đau. Trảm Thiên Cửu Kiếm, kiếm một Thiên Lý Tuyết, kiếm hai Đông Vũ Thính Lôi, kiếm ba Hàn Xuân Mang Trùng. Kiếm tám Sát Tâm Vô Ngân, kiếm chín Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Thần liếc nhìn kiếm phổ, càng xem càng là kinh hãi. Cửa này Trảm Thiên Cửu Kiếm, tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều là cường hãn dị thường, uy lực đủ để nghiền ép thế giới hiện thật, mũi nhọn ác liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước, là chân tranh Trảm Thiên. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, cửa này Trảm Thiên Cửu Kiếm, nếu như mượn luân hồi huyết mạch thi triển, uy lực thậm chí vượt qua chỉ nước một kiếm. Bởi vì, luân hồi huyết mạch, áp đảo chư thiên bên trên. Cửa này Trảm Thiên Cửu Kiếm, đản sanh vu luân hồi huyết mạch, tự nhiên cũng là bao trùm mọi thứ kiếm đạo bên trên, so đỉnh cấp còn muốn đỉnh cấp, vượt qua hết thảy. Cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, Diệp Thần cũng là đã gặp, trước đây ở tinh nguyệt giới thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua, Lâm Khiếu không sử xuất kiếm thứ một Thiên Lý Tuyết. Thậm chí, Diệp Thần nhớ lại Diệp Lâm Uyên kiếm đạo, tựa hồ mơ hồ tới giữa. Cũng có Trảm Thiên Kiếm pháp đầu mối. Cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, là Vạn Khư Thần Điện đồ sao? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Sinh Tuyệt Thiên vội vàng nói, đây là luân hồi tạo hóa kiếm, là tôn chủ ngươi đồ, cũng không phải là Vạn Khư thuộc quyền, chỉ là tôn chủ ngươi đã từng, luân hồi khí vận thiếu chút nữa bị Diệp Lâm Uyên ăn cắp, vậy Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, thừa kế Trảm Thiên Cửu Kiếm sau đó, một mình tư nuốt, không có giao cho ngươi, sau để dâng cho liền Vạn Khư. Cho nên Vạn Khư Thần Điện bên trong cao cấp cường giả, cũng từng học qua cái này môn kiếm pháp, nhưng không người có thể luyện thành cuối cùng một kiếm. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, thật ra thì hắn kiếp trước, có thể truyền thừa luân hồi khí vận, là khắp mọi mặt yếu tố tổng hợp, thậm chí có gia gia hắn xuyên qua thời không trợ giúp, có thể nói là tất cả loại cơ duyên xảo hợp. Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, không đem cái này môn kiếm pháp, giao cho Diệp Thần ngược lại cũng không hề trách tội. Tiền bối, nếu kiếm phổ hiến tặng cho Vạn Khư, tại sao lại sẽ ở bên trong tay ngươi? Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Sinh Tuyệt Thiên ánh mắt lại đột nhiên trở nên có chút cảnh giác, nhìn chung quanh, sau đó lại là cẩn thận mở ra thuật pháp, ngăn cách tiếng thở, tiến tới Diệp Thần bên tai, thấp giọng nói, bởi vì đây là chí cao ý chí trộm lấy đi. Chí cao ý chí dòm ngó luân hồi,
từ luân hồi sông dài bên trong ăn cắp cái này môn kiếm pháp. Cho nên, cái này thế gian, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm phổ, có hai phần. Một phần, ở Vạn Khư Thần Điện. Một phần khác, ở ta trong tay. Hai phần kiếm phổ, đều là thật, ta sinh tử điện năm đó, và man hoang thánh điện tranh đấu, may mắn cướp được cái này bản kiếm phổ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, phần này kiếm phổ lai lịch, hiển nhiên không đơn giản, Sinh Tuyệt Thiên đều sợ xúc động thiên cơ, cho nên nói chuyện vô cùng cẩn thận, thậm chí ngăn cách tiếng thở. Thì ra là như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, lật tới kiếm phổ cuối cùng, nhưng phát hiện phía sau là chỗ trống, một chiêu cuối cùng Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ có mục lục, cũng không có chân thật ghi lại. Mặt sau này tại sao là trống không? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Sinh Tuyệt Thiên nói, vạn cổ tới nay, Trảm Thiên Cửu Kiếm, thật ra thì chỉ có 8 kiếm, cuối cùng một kiếm Phượng Vũ Cửu Thiên, vẫn luôn là trống không, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua. Truyền thuyết, chỉ có chân chính chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp người, mới có thể lĩnh ngộ vậy cuối cùng một kiếm. Dừng một chút, Sinh Tuyệt Thiên tiến lên trước một bước, lại có chút khẩn cấp nhìn Diệp Thần, hỏi. Tôn chủ, người có thể lĩnh ngộ vậy cuối cùng một kiếm bí ẩn sao? Diệp Thần đảo trống không kiếm phổ, cười khổ lắc đầu một cái, nói kiếm này phổ là trống không, cái gì nhắc nhở cũng không có, ta làm sao có thể lĩnh ngộ. Bất quá, ta đại khái lĩnh ngộ trước mặt hai kiếm. Diệp Thần thiên phú cực cao, hơn nữa bản thân liền ủng hộ có luân hồi huyết mạch, không xiềng lại toàn bộ chém hết, hắn ở lật xem kiếm phổ thời điểm, nội tâm đã ở yên lặng diễn luyện. Bây giờ cùng Sinh Tuyệt Thiên ngay lúc nói chuyện, hắn đã lĩnh ngộ Trảm Thiên Cửu Kiếm trước hai kiếm. Sinh Tuyệt Thiên sau khi nghe nói, kinh ngạc vạn phần, thanh âm mang một chút rung động nói, tôn chủ, người cứ như vậy nhìn một cái, liền lĩnh ngộ trước hai kiếm. Diệp Thần nói, hẳn lĩnh ngộ, chúng ta tới so tài một tí. Vừa nói, Diệp Thần bàn tay nắm chặt, hội tụ trong thiên địa sắt thép nguyên khí, hóa thành một cái kiếm sắt. Hắn chấp trưởng Thiết Vương tọa sau đó, trong thiên địa sắt thép nguyên khí, đối hắn mà nói, giống như là mình kho hàng bảo tàng. Tùy ý lấy dùng, biến hóa muôn vàn, lúc này bất quá biến thành một cái kiếm sắt, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sinh Tuyệt Thiên vậy rút ra một thanh kiếm, nói, được. Tôn chủ, vậy chúng ta liền so tài một tí. Ta năm đó, ước chừng hao phí 30.000 năm thời gian, mới khó khăn lắm học thành kiếm thứ một. Tôn chủ, người như chỉ là nhìn một cái kiếm phổ, là có thể lập tức học thành, vậy ngươi thiên phú, thật là không thể dùng thế gian lời nói tới hình dạng. Diệp Thần cười một tiếng, đổ cũng không nói gì nhiều, trường kiếm vung ra, nói tiền bối, tiếp chiêu. Thanh âm rơi xuống, Diệp Thần trong lòng thích chữ muốn Trảm Thiên Cửu Kiếm chỗ diệu dụng, một kiếm cuốn lên hư không, linh khí chấn động, huyễn hóa ra ngàn phiến vạn phiến hoa tuyết. Vậy ngàn phiến vạn phiến hoa tuyết, mang rét lạnh kiếm khí, ùn ùn kéo đến hướng Sinh Tuyệt Thiên lướt đi. Sinh Tuyệt Thiên thấy vậy, cũng là tinh thần phấn chấn. Và Diệp Thần sử xuất một chiêu giống nhau như đúc kiếm pháp. Hai người đồng thời quát lên. Kiếm một, thiên lý tuyết. Hai thanh trường kiếm, vặn cắt không khí, nổ lên ngàn dặm tuyết bay. Vậy tuyết bay rơi vào sử thi thế giới tinh bích phía trên, bị ánh mặt trời chiếu một cái, liền biến ảo thành cầu vồng, như mộng như ảo. Hai cổ kinh khủng gió tuyết, điên cuồng giao hội va chạm, Sinh Tuyệt Thiên mới vừa khôi phục thiên quân tu vi, lúc này chiến đến hàm chỗ, toàn lực đánh ra. Trên trời dưới đất tất cả đều là bão tuyết gió lớn, ngàn dặm băng xương lăn lăn. Diệp Thần cảm nhận được Sinh Tuyệt Thiên khí thế cường hãn, mặt không đổi sắc, kiếm thế đột nhiên biến đổi, quát lên. Kiếm 2, Đông Vũ Thính Lôi. Cái này một tí, Diệp Thần trực tiếp sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm chiêu thứ 2, Đông Vũ Thính Lôi. Trảm Thiên Cửu Kiếm, một kiếm so một kiếm lợi hại. Cái này Đông Vũ Thính Lôi vừa thi triển ra. Vậy tuyết bay đầy trời liền biến mất dung sau đó, hóa thành so băng xương còn giá rét nước mưa, lòng đông uy nghiêm tách thả ra, đông trong mưa truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Diệp Thần một kiếm thiên lôi kinh mưa, thậm chí bản năng điều động lôi bia năng lượng, để cho sấm sét uy quang, đổi được kịch liệt hơn. Trảm Thiên Cửu Kiếm, vốn chính là từ luân hồi trong huyết mạch, tạo hóa ra kiếm pháp, phối hợp luân hồi huyền bi thi triển, lực sát thương lớn hơn. Vậy lăn lăn sấm mưa lạnh. Như tử thần gào khóc, ngay tức thì tới sát Sinh Tuyệt Thiên trước mặt. Không tốt. Sinh Tuyệt Thiên thấy được màu tím lôi quang, phiến phiến mưa lạnh đập vào mặt, cả người lạnh như băng tê liệt, trong lòng hô tô mạng ta xong rồi.
Diệp Thần một kiếm này, đủ để đem hắn trong nháy mắt giết. Mắt xem hắn thân thể, sẽ bị đầy trời sấm cùng mưa lạnh, nghiền nát thành phấn vụn, nhưng lúc này, Diệp Thần vừa đúng lúc dừng lại ở trường kiếm, mũi kiếm khoảng cách Sinh Tuyệt Thiên lỗ mũi, chỉ có một tấc. Tiền bối, như thế nào? Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi trường kiếm. Vậy đầy trời sấm cùng đông mưa khí tượng, vậy đi theo toàn bộ tiêu tán đi, chỉ có luân hồi ấm áp ở dạo dực. Sinh Tuyệt Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Ngay sau đó, hắn chính là một tiếng, ở Diệp Thần trước mặt quỳ xuống, nói tôn chủ quả nhiên là thiên phú kinh người, thần thông vô địch, lão phu bội phục. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nói chỉ là lĩnh ngộ trước hai kiếm, không tính là cái gì, ta trong phảng phất bắt được thiên cơ, Diệp Lâm Uyên. Hắn tựa hồ luyện thành kiếm thứ 8. Diệp Thần ở cảm ngộ kiếm pháp thời điểm, các loại thiên cơ vậy lăn lăn tới, hắn bắt được rất nhiều nhân quả, trong đó có Diệp Lâm Uyên bóng người. Sinh Tuyệt Thiên nói, vậy Diệp Lâm Uyên, là trừ tôn chủ ngươi ra, gần gũi nhất luân hồi người, hắn luyện thành kiếm thứ 8 sát tâm vô ngân, cũng là quan hệ lâu đời gian duy nhất một, luyện thành kiếm thứ 8 người. Hắn đã dựa vào kiếm này, giết chết Thiên Thanh Minh Minh Chủ, mình chấp trưởng Thiên Thanh Minh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, bấm ngón tay tính toán, mượn tinh thiên thủy kính, quả nhiên liền thấy ngày xưa Thiên Thanh Minh Minh Chủ Cổ Thanh Huyền, đầu bị Diệp Lâm Uyên một kiếm chém xuống. Diệp Lâm Uyên một kiếm kia, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước, Diệp Thần cũng khó có thể tưởng tượng, cái này thế gian tại sao có thể có người, kiếm pháp sắp đến tình cảnh này, hắn thậm chí căn bản không thấy rõ. Hắn đeo sao thiên thủy kính bên trong hình ảnh, tốc độ thả chậm triệu lần sau đó, mới miễn cưỡng thấy rõ Diệp Lâm Uyên động tác. Rút kiếm, giết người, thu kiếm, tất cả động tác, đều là nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, sắp đến vặn vẹo thời gian pháp tắc. Cho nên dùng mắt thường căn bản không thấy được. Dùng mắt thường nhìn, Diệp Lâm Uyên căn bản là không có động tới, Cổ Thanh Huyền đầu lại đột nhiên bị chém rơi xuống đất, hình ảnh cực kỳ khủng bố. Chân chính sát tâm vô ngân, giết người không thấy dấu vết. Diệp Thần cổ, khó hiểu đều cảm thấy có chút lạnh lẽo. Muốn đến Diệp Lâm Uyên một kiếm này, cũng là gần đây mới luyện thành, nếu không, trước kia Diệp Lâm Uyên sử dụng một kiếm này, Diệp Thần tuyệt không nắm chắc tiếp lấy. Coi như Nhâm Phi Phàm đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể nhìn hắn chết, căn bản không có thể kịp phản ứng. Bởi vì Diệp Lâm Uyên kiếm, chân thực sắp đến ngoại hạng bước, đã không cách nào dùng thế gian lời nói hình dạng. Thật may, Diệp Lâm Uyên tiến bộ, Diệp Thần cũng ở đây tiến bộ. Hôm nay Diệp Thần, trăm gia chém hết, Diệp Lâm Uyên muốn giết hắn, tuyệt không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Cổ Đế luyện đến thứ mấy kiếm? Diệp Thần lại hỏi. Hắn luyện đến kiếm thứ 7 tạo hóa thiên hạ, chỉ là bởi vì đây là luân hồi kiếm pháp, hắn chẳng muốn bị luân hồi ân huệ, cho nên cơ hồ cho tới bây giờ không cần. Sinh Tuyệt Thiên trả lời. Diệp Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật may Vũ Hoàng Cổ Đế không có luyện đến sát tâm vô ngân bước. Nếu không, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực, kiếm khí có thể phải so Diệp Lâm Uyên còn kinh khủng hơn được hơn. Sinh Tuyệt Thiên nói, tôn chủ, người người mang luân hồi đại khí vật. Người sau này kiếm pháp tu vi, nhất định có thể vượt qua cõi đời này tất cả người, thậm chí có thể luyện thành vạn cổ không có cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Thần đào kiếm phổ sau cùng chỗ trống, suy nghĩ phức tạp, thở dài một cái, nói, hy vọng như vậy, thôi, kiếm này phổ ta thu. Diệp Thần đem kiếm phổ thiếp thân thu cất, liền đặt ở trong ngực mình, không hề bỏ vào luân hồi mộ địa hoặc là hoàng tuyển đồ cùng bên trong không gian. Bởi vì kiếm này phổ, bản thân liền bổ sung thêm luân hồi hơi thở, thiếp thân siêu tầm, đối hắn huyết mạch cũng có chỗ ích lợi. Người vị bằng hữu kia, hắn bây giờ ở đâu? Chúng ta đi hỏi hắn cầm chìa khóa. Diệp Thần thu cất kiếm phổ sau đó, lại sờ một cái sử thi thế giới tinh bích, xuyên thấu qua tinh bích nhìn bên trong sơn thủy náo nhiệt, nội tâm một hồi mong đợi. Chỉ cần lấy được liền chìa khóa, liền có thể phá ra tinh bích đi vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 395.